Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vất. chương 1341, Tống Tiểu Hỏa có cái ý kiến hay. Sở các chủ tâm ý khẽ động, tóc thật dài linh hoạt cuộn lên, chấm Tống Thư Hàng tiên huyết, tại hoạt tuyền bên cạnh bờ bắt đầu khắc triệu hoán, thời gian thành, trận pháp. Hạch tâm thế giới là một cái phong bế thế giới, lúc trước sở các chủ ngốc ở hoạt tuyền bên cạnh, hầu như đoạn tuyệt với nhân thế. Được cái nàng bản thân cũng thói quen cuộc sống như vậy, Mỗi ngày ngoại trừ chữa trị thân thể bên ngoài, nhiều nhất chính là ngủ. Mà bây giờ, có lẽ là bởi vì Tống thư hàng tiên huyết làm môi giới, sợ các chủ có thể cảm giác được rõ ràng hạch tâm thế giới bên ngoài thời gian thành. Hơn nữa nàng cảm giác mình có thể đem thời gian thành cho Triệu Hoán đến. Thời gian thành thế nhưng là tâm huyết của nàng, nhất định phải gọi trở về, miễn cho hắn tại trong vũ trụ bay, tiện nghi người khác. Trong phòng rèn lục tu tiên tử xong trùy dùng sức rơi đập, hoàn thành. Cái này mai rùa cứng rắn khó giải quyết, thật vất vả rốt cuộc đem cái này hai quả, vương bát chuyên gia thuẫn, chế tạo xong. Một bước cuối cùng chính là khiến tống thư hàng cho đại thuẫn con dấu, đem chúng nó tổ hợp. Đại thuẫn sau khi hoàn thành, lục tu tiên tử nhẹ nhàng thở ra, quay người hướng về phía sau nhìn lại. Lục tu, thất tu thánh quân thâm tình kêu gọi nói. Cát, rốt cuộc đi ra. Lục tu tiên tử trả lời. Đang khi nói chuyện, nàng lại chứng kiến thất tu sau lưng Tống Thư Hàng, lập tức trong lòng co lại. Hiện tại nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng cũng cảm giác được nghiêm tâm. Lục tu tiên tử bình yên, Tống Thư Hàng phất phất tay nói. Lục tu tiên tử khóe miệng co giật, người không phải lại lấy được gì đó tài liệu muốn đưa đến đi. Không có gì, trong tay của ta cũng chỉ có cái kia thu hồi đi dương giác. Tống Thư Hàng liên tục phất tay. Lục tu tiên tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà cái kia, có chút ngượng ngùng nói. Tống thư hàng xoa xoa đôi bàn tay. Nhăn nhăn nhó nhó buồn nôn, có chuyện cứ việc nói thẳng. Lục tu tiên tử hất lên tóc dài màu vàng kim, mị lực bắn ra bốn phía. Tống thư hàng suy nghĩ một chút, cảm giác có cần phải trước làm chăn đệm. Audio điện tử võ tấn bền. Lục Tu Tiên Tử không hổ là rèn tông sư, nhanh như vậy liền đem vương bát chuyên gia thuẫn chế tạo xong. Tống Thư Hàng khích lệ nói: một hơi hai cái, cũng chỉ có ta có kỹ thuật này. Cho ngươi, chính ngươi lấy về lắp ráp. Lục Tu Tiên Tử hất lên tay, đem hai bộ vương bát chuyên gia thuẫn ném cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng chọn chúng trong đó một bộ, tiếp đó tế ra, thành ấn tại mai rùa thuẫn bên trên con dấu. Tại thành ấn rơi xuống đồng thời hắn cảm giác được bản thân cùng vương bát chuyên gia thuẫn ở giữa nhiều hơn một loại không nói ra được liên hệ hắn lấy tam thập tam thú tổ hợp pháp khí luyện khí phương pháp tống thư hàng đối với vương bát chuyên gia thuẫn tiến hành cuối cùng lắp ráp ghi khắc pháp bảo phù văn đã kết nối trận pháp lắp ráp thành hình tống thư hàng tay phải đặt tại pháp khí bên trên xem xét bí pháp bị kích hoạt một lát sau xem xét kết quả phản hồi đến trong đầu hắn tam thập tam thú tổ hợp pháp khí vương bát chuyên gia thuẫn, bát phẩm pháp khí bốn tầng phong ấn trạng thái. Cần cảnh giới đạt tới tương ứng cấp độ về sau, từng bước cởi bỏ phong ấn, triển khai tất cả của nó bộ phận uy lực. Tăng cường ba thành, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cự quy quyển sách tu luyện hiệu quả cùng uy lực, theo phong ấn từng bước giải trừ, biên độ tăng trưởng nhiều nhất có thể đạt tới bốn thành. Phía trước xem xét đi ra tin tức cùng, nghịch kinh vũ sĩ quyền 6 không sai biệt lắm chính là tăng cường tu luyện hiệu quả đổi thành, cự quy quyển sách đối với Tống Thư Hàng bản thân mà nói, chức năng này không hề có tác dụng. Cường hóa thân thể tự lành tốc độ, tăng cường thủy hệ pháp thuật uy lực, bổ sung bắn ngược cải biến pháp thuật lộ tuyến hiệu quả, bổ sung vật lý phản chấn thương tổn hiệu quả, bổ sung cơ sở phòng ngự bí thuật quy vương thuẫn, sử dụng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, kích hoạt, dẫn dắt thi triển. Bổ sung tiên quy kim thân, bộc phát loại bí thuật, phòng ấn một ngũ phẩm có thể thi triển. Tứ phẩm cảnh giới xuống, trả giá nhục thân bị tổn thương đại giới có thể lâm thời sử dụng. Bổ sung thần quy thủy bích, thủy hệ phòng ngự pháp thuật, phòng ấn 2 lục phẩm có thể thi triển, ngũ phẩm cảnh giới thời điểm, trả giá kinh mạch bị hao tổn đại giới có thể lâm thời sử dụng. Bổ sung huyền vũ thổ tức, khẩu khiếu bí thuật, phòng ấn 3 thất phẩm có thể thi triển, cần chân thực ảo giác phối hợp. Bổ sung quy thánh bí pháp, triệu hoán loại bí thuật, phòng ấn 4 bát phẩm có thể thi triển, cần thánh ấn phối hợp. Tổng thể bên trên, vương bát chuyên gia thuẫn, thuộc tính cùng, nghịch kình vũ sĩ quyền 6, không sai biệt nhiều. Thân là cùng một đẳng cấp pháp bảo, tại xếp đặt thiết kế bên trên cũng không có cao thấp phân chia. Nhưng mà bởi vì tống thư hàng, nghịch kình vũ sĩ quyền 6 bên trong, dung hợp một cái hóa lỏng tống thư hàng, vì vậy, nghịch kình vũ sĩ quyền 6 tổng thể thuộc tính sẽ lộ ra hoa lệ rất nhiều hơn nữa còn gia tăng lên thánh quang, tâm ma, hỏa diễm, kịch độc phân. Vân một loạt kèm theo thuộc tính. Dưới tình huống bình thường, Tống Thư Hàng đeo, nghịch kình vũ sĩ quyền sáo, cho đồng cấp tứ phẩm tu sĩ tới đây một quyền, có thể làm cho đối phương bị nhiều loại kèm theo công kích hiệu quả quấn quanh. Tốt, Tống Thư Hàng đem cái này tấm thuẫn chứa vào trong tay trái, tâm ý khẽ động, vương bát chuyên gia thuẫn nhanh chóng thu nhỏ, nhìn qua liền đeo khối đồng hồ. Phải, vì luyện chế cái này hai khối tấm thuẫn, ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Lục tu tiên tử đắc ý nói, đồng thời nàng lại đem một cái, nghịch kinh vũ sĩ quyền sáo, lắp ráp kiện giao cho tống thư hàng. Cái này đầu bao tay, vốn là là, bạch tiền bối, chuẩn bị. Nhưng mà tống thư hàng hiện tại vừa vặn thiếu khuyết một tay bộ, trước hết đem hắn kích hoạt, lắp ráp, đeo tại tay phải của mình bên trên. Miễn cho tay phải của mình không nghĩ qua là tiếp xúc đến vật thể, liền kích hoạt lên xem xét bí pháp, toàn thân phun huyết. Khích lệ cũng khen ngợi đã xong, pháp khí cũng lắp ráp hoàn thành. Vậy kế tiếp là muốn tiến nhập chủ đề. Khụ, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, lục tu tiên tử, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi một chút. Chuyện gì, lục tu tiên tử không hiểu trong lòng hoảng hốt. Ta cùng bạch tiền bối đến một cái, thiên đạo phòng tối, bên trong đào bảo đi, thu hoạch không tệ. Tống Thư Hàng tận lực khiến nét mặt của mình bình tĩnh một chút cùng Bạch Thánh đi đào bảo, đào bao nhiêu cái bảo đến, không, không đúng, không nên nói nữa đi xuống, lục tu tiên tử khoát tay nói. Sau một lúc lâu, tiên tử hít sâu, nếu là tự chính mình kế tiếp nhiệm vụ, coi như là hợp lại bên trên tính mạng ta cũng sẽ đem hắn hoàn thành. Nói, ngươi lại góp nhặt bao nhiêu loại tài liệu luyện khí. Tống thư hàng rũi ra chín cả ngón tay. Một ngày đã tìm được chín loại mới tài liệu, tăng thêm trong tay của ta cá voi, quy, khuyển, Thỏ, châu, voi, ngựa thất trùng tài liệu, còn ngươi nữa trong tay mình dê hệ tài liệu, trong tay ngươi đã có 17 loại tài liệu. Lục tu tiên tử vuốt vuốt huyệt thái dương, không hổ là số mệnh nghịch thiên bạch thánh, ngươi đây là chuẩn bị chế tạo nguyên bộ, bát phẩm tam thập tam thú pháp khí hay sao? Ta là có như vậy cái ý tưởng mặt khác cái kia, kỳ thật không phải gia tăng lên 9 loại tài liệu, mà là ta hiện tại chỉ kém 9 loại tài liệu muốn gom đủ 33 loại tài liệu. Tống Thư Hàng Giải Thích Nói Lục tu tiên tử nghe vậy, dùng sức che lồng ngực của mình. Đây là huyền trọng phái, đâm nhiều như vậy hộ khách tâm, nhân quả cuối cùng đều thanh toán đến trên đầu nàng sao. Đây là muốn đem huyền trọng phái hơn 10 vạn năm ghim tâm, toàn bộ theo trên người nàng ghim trở về sao. Hợp với hai kiện bát phẩm pháp khí, đã mau đem lục tu tiên tử lấy hết. Nếu quả thật muốn đánh tạo 33 kiện bát phẩm pháp khí, lục tu tiên tử tâm đều nát. Thất tu cùng tứ tu đứng ở bên cạnh, luôn cảm giác cái này nội dung cốt truyện không đúng a. À. Dưới tình huống bình thường, Tống Thư Hàng mời lục tu tiên tử chế tạo pháp khí thời điểm, không phải là Tống Thư Hàng vẻ mặt buồn rười rượi, bị ghim tâm dục tiên dục tử, một bên dương dương một bên mời lục tu tiếp tục vì hắn chế tạo pháp khí sao. Hiện tại nội dung cốt truyện làm sao trái ngược. Lục tu tiên tử nghe được Tống Thư Hàng có 33 kiện pháp khí muốn luyện chế về sau, một bộ tâm bị vạn mùi tên ghim xuyên qua bộ dáng, sinh không thể luyến bộ dạng đều là bởi vì ngươi nhóm lục tu tiên tử đối với thất tu cùng tứ tu nói muốn không phải là vì cứu các ngươi ta có thể một bên vui thích luyện chế pháp khí một bên ghim lấy bá tống tâm lục tu tiên tử hảo tâm nhét cái kia lục tu tiên tử các ngươi chậm rãi trò chuyện ta không quấy dày các ngươi ôn chuyện tống thư hàng cơ chí rời khỏi phòng rèn tiếp đó hắn hướng hoạt viền sở các chủ vị trí đi lại nói cho dù có lục tu tiên tử trợ giúp cũng không biết lúc nào mới có thể đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo xong, đặc biệt là ta hiện tại cảnh giới còn đang ở không ngừng tăng vọt. Tống thư hàng thầm nghĩ, bởi vì Vân Tước Tử tiên tử cuối cùng đưa hắn cái kia miếng bảo dược, hiện tại coi như là hắn không tu luyện, khổng lồ dược lực cũng sẽ đẩy công lực của hắn không ngừng tăng vọt, cây thứ thư tiên cốt đã bắt đầu ngưng tụ. Muốn xong a, à. có biện pháp nào có thể nhanh hơn lục tu tiên tử chế tạo pháp khí tốc độ? tìm một đội lục tu tiên tử căn bản không thực tế. Vốn còn muốn đi, tam thập tam thú thần tông, mượn mấy cái luyện khí cao thủ tới đây giúp, nhưng hiện tại hắn bản thể bị nhốt phòng tối, phân thân không thể rời đi, vân tước tử bộ phận, quá xa. Trên lý luận mà nói, hắn có thể mang một cái vân tước tử bàn tay nhỏ bé, rời đi hạch tâm thế giới, tìm tam thập tam thú thần tông thành viên. Thế nhưng ngoại giới có tai nạn cự quy loại vật này nếu là hắn mang theo vân tước tử bộ phận vừa ly khai hạch tâm thế giới, tai nạn cự quy nhất định sẽ trước tiên đi đến, đưa hắn nuốt. Lại nói hiện tại, thất tu tiền bối đã tới. Thất tu tiền bối tại luyện khí phương diện tạo nghệ cũng rất cao, lại là bát phẩm thánh quân, hắn nhất định sẽ giúp trợ lục tu tiên tử cùng một chỗ luyện bảo A. Bởi như vậy, có lẽ luyện khí tốc độ có thể nhanh gấp đôi. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời điểm, đột nhiên hắn cảm giác được đỉnh đầu có một cái đen ngòm đồ vật rơi xuống đây là vật gì? Tống Thư Hàng chừng to mắt nhìn qua cái này, xâm nhập hắn hạch tâm thế giới đồ chơi. Cái này tựa hồ là một cái đảo nhỏ, hay hoặc là nói là một tòa thành nhỏ. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Vậy mà thật thành công, hoạt tuyền bên cạnh, sở các chủ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên nhãn tình sáng lên, sở các chủ, đây là thời gian thành. Thời gian thành chia thượng thành và hạ thành. Thượng Thành là Lý Âm Trúc cùng sở sở chỗ ở, bên trong một ngày tương đương ngoại giới một không ngày. Ở bên trong ngốc một tháng thời điểm, ngoại giới đã qua một năm. Hạ Thành là Tống Thư Hàng cùng Diệp Tư gặp nhau địa phương, cùng Thượng Thành vừa vặn trái lại, bên trong một không ngày tương đương ngoại giới một ngày. Bên trong một năm, ngoại giới mới qua một tháng. Ừ, ta vừa rồi lấy máu tươi của ngươi làm môi giới, thành công đã tập trung vào thời gian thành vị trí, đem hắn triệu hoán đã tới sở các chủ bình tĩnh nói. Tống thư hàng sờ sờ cầm, nhãn tình sáng lên. chương 1342, thiếu người, thiếu tài liệu, cái này đều không là vấn đề. Thời gian thành hạ thành bên trong, 12 ngày trôi qua, ngoại giới mới quá khứ một ngày. Nếu như có thể đem lục tu tiên tử rèn khí địa điểm biến đổi đến thời gian thành phía dưới lời nói. liền đại biểu cho gấp 12 lần hiệu suất. Ngẫm lại cũng cảm giác đẹp tàn nhẫn. Nói không chừng thật có thể tại ta trùng kích ngũ phẩm phía trước, đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo đi ra điều kiện tiên quyết là, bản thể phải nhanh lên một chút nghĩ biện pháp theo, thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra, đem tài liệu mang đi ra. Lúc này, sở các chủ nói, thời gian thành ta đã triệu hoán đến, người chuẩn bị đem hắn thu xếp ở đâu? Tống thư hàng gật đầu nói, giao cho ta đi. Tựa như đem, thiên đình mảnh vỡ, chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới, mở rộng thế giới diện tích hắn có thể đem thời gian thành, thu xếp đến hạch tâm thế giới biên giới, mở rộng bản thân hạch tâm thế giới. Nhưng mà thời gian thành quyền sở hữu thuộc về sở các chủ, không thể đem thời gian thành cùng hạch tâm thế giới trực tiếp kết hợp, chỉ cần tạm thời thu xếp, thuận tiện tương lai một lần nữa phân chia. Cái kia, thời gian thành tạm thời liền giao cho ngươi rồi, sở các chủ nhắm mắt lại, nói khẽ. Thời gian thành, là nàng lấy tống đầu gỗ lưu lại, thời gian bảo vật cấu tạo mà thành. Tạm thời, liền giao cho Tống thư hàng. Tống thư hàng sử dụng Hạch Tâm Thế Giới quyền hạn, đem thời gian thành dẫn tới Hạch Tâm Thế Giới biên giới. Chờ thời gian thành bị thu xếp thỏa đáng về sau, hắn tiến nhập đến thời gian thành tầng trên. Lần trước hắn cùng cả cái bích thủy các cùng một chỗ bị cưỡng ép chuyển rời đến thú giới, thời điểm sở sở cùng Lý Âm Trúc còn ngốc ở thời gian thành thượng thành bên trong. Về sau, thời gian thành đã mất đi căn cơ, ở trong không gian bồng bềnh cũng không biết hai người bọn họ bây giờ còn bình an sao. Đặc biệt là Lý Âm Trúc, ăn vào quy tiền bối luyện chế đan dược, lại phối hợp Bắc Phương Đại Đế phụ trợ công pháp về sau, nàng hàn bệnh chữa khỏi rồi không có. Tại ngàn vạn trong suy nghĩ, Tống Thư Hàng tiến nhập thời gian thành tầng trên, gõ Lý Âm Trúc bế quan chỗ đại môn. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình có chút ít kích động phảng phất như là một cái xa nhà nhiều năm phụ thân, lập tức phải trở về nhà, chứng kiến bản thân âu yếm con gái thời điểm cái chủng loại kia mừng rỡ. Thần hắn mã mừng rỡ, cái này nhất định là đi vào giấc mộng lý thiên tố đạo trưởng di chứng. Âm trúc, sở sở cô nương, tống thư hàng một bên gõ cửa, một bên kêu lên. Thế nhưng, bế quan chỗ không có bất kỳ đáp lại. Tống thư hàng nhíu mày, đẩy cửa vào. Cửa không khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Trong phòng, ngoại trừ tầng một giày đặc băng xương bên ngoài, không có bóng người không tại nơi đây đó là tại những căn phòng khác tống thư hàng nghi ngờ nói hắn triển khai tinh thần lực cảm ứng sở sở cùng lý âm trúc khí tức rất nhanh tại khoảng cách hơn trăm thước trong một cái phòng hắn cảm ứng được lý âm trúc khí tức nguyên lai là đổi phòng ở giữa cũng đúng nguyên lai gian phòng khắp nơi là vụn băng không thích hợp cư trú tống thư hàng thầm nghĩ hắn bước nhanh đi vào hơn trăm thước bên ngoài gian phòng kia gõ cửa âm trúc sở sở cô nương, các người có ở bên trong không? Tống Thư Hàng kêu hắn hiện tại tương đối lo lắng một sự kiện, không biết tại, thời gian thành, bên trong sở sở cùng Lý Âm Trúc, sẽ sẽ không quên hắn. Dù sao hắn bản thể bị nhốt phòng tối. Là Tống Tiên Sinh, hắn đã trở về. Sở sở thanh âm vang lên, các nàng còn nhớ rõ Tống Thư Hàng. Các nàng một mực ngốc ở, thời gian thành ở trong không gian lưu động lấy, mới vừa rồi còn không có cảm ứng được thời gian thành đáp xuống hạch tâm thế giới sự tình thời gian thành là thời gian loại, bí cảnh, chỉ cần ở bên trong, không phải là cùng ngoại giới tiếp xúc, ngoại giới một ít chuyện liền không cách nào ảnh hưởng đến thời gian thành, bên trong. Ta có thể vào không? Tống Thư Hàng hỏi. Trong lòng, cái loại này lập tức muốn, nhìn thấy con gái, mừng rỡ lần nữa hiển hiện. Sở sở, mời đến đi, Tống Tiên Sinh, cửa không có khóa. Tống Thư Hàng đẩy cửa vào, Chứng kiến đang mặc màu đen váy sở sở cô nương đang tại thay một vị tóc bạc nữ tử trải đầu. Sở sở cô nương giống nhau dĩ vãng ngợi cảm, hơn nữa theo thời gian trôi qua, sở sở ngực thương thế khôi phục, váy dài càng áo đỡ ra nàng vóc người cao gầy tới đây. Thật đáng mừng. Mà tại sở sở phía trước, tóc bạc thiếu nữ hai tay đặt ở trên đầu gối, vẫn không nhúc nhích, từ sở sở cho nàng trải lấy tóc dài. Tiền bạc tóc dài màu trắng, màu trắng bạc lông nghi, màu trắng bạc ánh mắt nhìn qua liền cùng búp bê đáng yêu. Từ Dung Mạo nhìn lại, là con gái. Không đúng, là Lý Thiên Tố đạo trưởng con gái, Lý Âm Trúc, không thể nghi ngờ. Thế nhưng, cái này tuổi không đúng sao? Thiếu nữ trước mắt nhìn qua mặt tầm 16-17 tuổi bộ dạng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình. Nhất định là ta mở cửa phương thức không đúng, Tống thư hàng trong lòng nói. Vậy là, hắn một lần nữa đóng cửa lại. Sở sở. Một lát sau Tống Thư Hàng một lần nữa mở cửa ra, nhìn về phía trong phòng trước gương thiếu nữ. Ngân Phát Nữ Tử đồng dạng xoay đầu lại nhìn về phía hắn, màu bạc hai mắt cùng con người đen nhánh đối mặt. Còn là 16-17 tuổi thiếu nữ bộ dáng, không có biến hóa. Không phải Tống Thư Hàng mở cửa phương thức không đúng, mà là thiếu nữ xác thực trưởng thành. Nhưng cái này, lớn lên, khoảng cách cũng quá lớn hơn, trực tiếp theo ba tuổi trái phải vừa được 16-17 tuổi bộ dáng làm cho người ta một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Ngân phát nữ tử chứng kiến tống thư hàng về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dáng tươi cười, nàng nhanh chóng theo trên chỗ ngồi lên thân, hướng về tống thư hàng đánh tới. Như con yến non tìm đến rừng. Chờ chút âm trúc, lược còn đang ở ngươi trên đầu. Sở sở kêu lên. Lý âm trúc đã dùng sức nhào vào đến tống thư hàng trong ngực, 16-17 tuổi thiếu nữ, thân cao tại 1m6 trái phải, bởi vì quanh năm triệu, hàn bệnh, làm phức tạp, thân thể của nàng cao thấp hơn nhỏ. Tống Thư Hàng tiếp được Lý Âm Trúc, đưa tay tại nàng trên lưng vỗ nhẹ nhẹ, lại thay nàng gỡ xuống trên tóc lược. Trưởng thành đây, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Rõ ràng phân chia phía trước chỉ có ba tuổi trái phải lớn nhỏ, từ trên giường cũng còn muốn trượt xuống, bò lên giường thời điểm còn muốn cầm lấy mép giường, một chân trước nỗ lực bước lên đi, thân thể lại lật lên đi. Kết quả chỉ chớp mắt, tiểu cô nương biến thành đại cô nương. Tống Thư Hàng tâm tình tốt phức tạp. Ừ, hì hì hì, Lý Âm Trúc nở nụ cười, hô hấp của nàng đều mang theo hàn khí, phun tại Tống Thư Hàng ngực, hơi lạnh. Tống Thư Hàng vỗ nhẹ nhẹ vị này đại cô nương, sau đó nói, bích thủy các lúc ấy xuất hiện hỗn loạn về sau, bị cưỡng chế mạnh mẽ di chuyển. Các người chỗ, thời gian thành, bởi vì là đặc thù bí cảnh, bị lưu lại ngay tại chỗ. Sau đó các ngươi không có gặp gỡ nguy hiểm đi. Lý âm trúc lắc đầu. Sở sở trả lời, ta thấy bá. Bá, tống tiên sinh ngươi chậm chạp chưa có trở về, liền thử đến, thời gian thành, bên ngoài nhìn một chút. Kết quả vừa ra tới, phát hiện thời gian thành ở trong không gian phiêu đáng, đành phải trước tiên lui trở về thời gian thành. Không có phát sinh ngoài ý muốn liền tốt, tống thư hàng nhẹ gật đầu, lại hỏi âm trúc hàn bệnh đây. Khá hơn chút nào không, nếu như còn có ở đâu không thoải mái lời nói, chờ lần này đi ra ngoài, ta mang ngươi lại đi tìm Bắc Phương Đại Đế, khiến hắn nhìn nhìn. Tốt hơn nhiều, Lý Âm Trúc thanh âm nhỏ nhỏ. Nàng hiện tại vận hành Bắc Phương Đại Đế cho nàng lưu lại phụ trợ công pháp, mỗi một lần hô hấp đều có thể mang ra trong cơ thể hàn khí, hóa giải hàn bệnh bệnh trạng. Nhưng mà có một cái không lớn không nhỏ mau bệnh, sở sở cười nói. Gì đó mau bệnh, Tống Thư Hàng khẩn trương nói, ta lập tức liên hệ Bắc Phương Đại Đế đi. Không phải mau bệnh, Lý Âm Trúc nhỏ giọng nói nàng theo tống thư hàng trong ngực chui ra, lùi ra phía sau vài bước. Tiếp đó, nàng đưa tay nắm cái mũi của mình, ngừng thở. khi nàng nín thở thời điểm, trên thân có hàn ý tỏa ra, thật dài tóc bạc bên trên kết xuất một ít nhỏ vụn băng hoa. nhưng mà những thứ này hàn khí, không phải hàn bệnh, khí tức, mà là trong thiên địa, linh khí hướng về lý âm trúc chủ động ngưng tụ, hóa thành hàn băng. tại băng xương ngưng tụ đồng thời, lý âm trúc thân thể không ngừng thu nhỏ mấy hơi thở ở giữa liền lùi về đến ba tuổi trái phải bộ dáng nàng mặc trên người chính là bích thủy các chế tạo thức pháp khí váy theo nàng thân hình thu nhỏ váy dài đồng dạng thu nhỏ đến thích hợp lớn nhỏ hồ lý âm chúc buông ra nắm lỗ mũi bàn tay nhỏ bé thật dài phun ra một cái hàn khí tiếp đó nàng điểm lấy chân trái tại chỗ xoay một vòng vòng như thế nào đây lại nhỏ đi tống thư hàng chừng to mắt ừ đây chính là ta nói bệnh vặt Sờ sờ nói, chỉ cần âm chúc nàng màn lấy hô hấp, liếm tụ họp hàn ý, thân thể của nàng sẽ thu nhỏ. Không chỉ như vậy, chỉ cần tại rét lạnh một chút địa phương, âm chúc thân thể sẽ rút lại. Chúng ta sở dĩ đổi phòng ở giữa, cũng là bởi vì nguyên bản trong phòng đều là băng xương, âm chúc thân thể không cách nào lớn lên. Hi hi hi, Lý âm trúc cười nói. Tống thư hàng sờ sờ cầm suy tư một lát, hỏi thân thể kia thu nhỏ cùng lớn lên, đối với âm trúc sẽ có thương tổn sao? không có hơn nữa chỉ cần một lát nữa mà thân thể ấm mở về sau sẽ một lần nữa lớn lên trở về lý âm trúc lắc đầu nói tống thư hàng vậy là tốt rồi còn có còn có a à, tống ta sắp tấn chức ngũ phẩm nho nhỏ lý âm trúc nhấc tay nói a tống tống thư hàng chỉ chỉ bản thân bởi vì không thể gọi cha nho nhỏ âm trúc chân thành nói tống thư hàng nhẹ gật đầu vừa lại kinh ngạc hỏi người chín căn tiên cốt đều ngưng tụ hoàn thành rất sớm rất sớm phía trước liền ngưng tụ ra 7 căn tiên cốt, ăn quy tiền bối luyện ra thuốc sau lại tu luyện phụ trợ công pháp, lại luyện hai cây đi ra. Lý âm trúc giờ cao lên tay trả lời. Cái kia ngươi lúc nào muốn độ kiếp, Tống Thư Hàng vội vàng hỏi. 9 căn tiên cốt luyện chế sau khi hoàn thành, kế tiếp chính là đối với, hư đan, hoàn thành thúc dục hóa, tiến hóa làm kim đan. Tiếp qua một chút thời gian, ta muốn tích lũy thất long văn kim đan. Nho nhỏ âm trúc ngẩng đầu lên, đắc y nói ta đây lập tức liên hệ bỉ ngạn ma quân đi hắn còn thiếu ta một cái độ kiếp trận pháp ta khiến hắn cho ngươi lượng thân chế tạo một cái thích hợp nhất trận pháp giúp ngươi độ kiếp tống thư hàng nói thiếu chút nữa liền đem bỉ ngạn ma quân đem quên đi gần nhất hắn khả năng còn đang ở giang nam khu tống thư hàng còn giữ hắn phương thức liên lạc tốt lý âm trúc lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói a à, tống ngươi thì sao ngươi lúc nào độ kiếp dưới tình huống bình thường ta còn sớm ta hiện tại mới bắt đầu ngưng tụ cây thứ thư tiên cốt tống thư hàng vuốt vuốt lông mày nhưng vấn đề là hắn bây giờ không phải là dưới tình huống bình thường bắt đầu ngưng tụ cây thứ thư tiên cốt rồi hả lần trước gặp mặt thời gian bá bá tống ngươi không phải nói mình mới vừa tấn chức tứ phẩm sao một bên nhị phẩm tiểu thiên tài sở sở lệ rơi đầy mặt kêu tên hoặc là trực tiếp kêu lên hiệu liền tốt thật không được bá tống cũng đừng tách ra niệm a Tống Thư Hàng cười khổ nói, lần tới chờ ta chân chính tấn chức huyền thánh về sau, nhất định phải chọn cái bản thân hài lòng thánh hào. Ít nhất cũng phải đem bá tống cho trái lại, dạng này coi như là bị bắt lấy niệm, cũng là tống tống bá đạo. Lý âm trúc dơ lên béo tròn bàn tay nhỏ bé, ta cảm giác kéo lấy niệm không phải tống tống bá đạo. Có thể sẽ biến thành tống bá, bá, chư thiên vạn giới, nhân tiền hiển thánh, khắp thiên hạ tu sĩ toàn thể hô to tống bá. Bá, Cơ tim đều tắc nghẽn được không nào. Lần sau nhất định phải đổi lại Thánh Hào, một cái để cho ta hài lòng Thánh Hào." Tống thư hàng thề nói. Sau đó, Tống thư hàng ngồi ở xích đu bên trên, bắt đầu cùng Sở Sở, Lý Âm trúc nói về Bích Thủy các bị chuyển rời đến thú giới, mạo hiểm quá trình. Tiểu Âm trúc ngồi ở trong lòng ngực của hắn, Sở Sở ngồi ở hắn bên cạnh. Hiện tại, thời gian thành bị ta chuyển rời đến Hạch Tâm thế giới các ngươi nhàn rỗi nhàm chán có thể tại hạch tâm trong thế giới dạo chơi. Qua chút thời gian, ta bản thể theo thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra về sau, chúng ta lại trở về hiện thế. Tống Thư Hàng nói, Tống Tiên Sinh, người bây giờ còn thu đệ tử sao? Sở sở nghiêm túc hỏi, người suy nghĩ kỹ càng sao? Tống Thư Hàng bình tĩnh nói, ta lần trước đã từng nói qua, tu luyện của ta thời gian ngắn ngủi, nếu như chỉ đạo đệ tử tu luyện cũng không phải ta am hiểu sự tình. Mặt khác, chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể đề cử ngươi đến các đại môn phái trực tiếp trở thành nhập môn đệ tử thiên phú của ngươi rất mạnh hơn nữa phẩm cách ta cũng có thể vì ngươi làm cam đoan ta nghiêm túc nghĩ tới ta có thể biến đổi học đao đạo sở sở hai mắt sáng ngời nàng hiển nhiên trải qua rất nghiêm túc suy nghĩ gia nhập môn phái đối với nàng mà nói đã không thích hợp cho dù có tống thư hàng giới thiệu trực tiếp trở thành nhập môn đệ tử nhưng tuổi của nàng đã lớn tại trong môn phái tu luyện lời nói chỉ sợ liền kim đan đại đạo cũng không có trông chờ vì vậy so sánh dưới nếu như tống thư hàng nguyện ý thu nàng làm đồ đệ nàng có thể biến đổi tu đao đạo đừng thật vất vả ngươi có kiếm thuật thiên phú biến đổi tu đao pháp quá lãng phí tống thư hàng nghiến răng nghiến lợi kiếm là thiên phụ hắn chịu không được sở sở lãng phí bản thân cao cường kiếm thuật thiên phú kiếm thuật phương diện đến lúc đó ta có biện pháp làm cho người ta chỉ đạo ngươi mà công pháp phương diện, ta chỉ biết, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bất quá ta hiện tại trong tay có nguyên bộ công pháp, người có thể theo chúng tuyển một quyển sách thích hợp công pháp. Người có thể nguyện học, Tống Thư Hàng nói. Hắn còn là lo lắng sở sở đối với môn công pháp này có bóng ma trong lòng. Ta nguyện ý, sở sở gật đầu nói. Người đã tâm ý đã quyết, phải cùng theo ta tu luyện một đoạn thời gian đi. Chờ thêm chút thời gian, người tâm ý vẫn không thay đổi lời nói, ta liền chính thức thu ngươi nhập môn ban thưởng ngươi đạo hiệu tống thư hàng nói vừa vặn ngươi còn có một vị sư tỷ ừ coi như là sư tỷ đi nàng là một cái thước yêu cũng ở đây hạch tâm trong thế giới có giải ngươi có thể cùng nàng giao lưu một chút là sư phụ sở sở gật đầu nói a à, chúc mừng bá tống thánh quân lại thu vị đệ tử bạch tiền bối thanh âm tại tống thư hàng vang lên bên tai còn không có xác định chỉ là khiến sở sở trước cùng theo ta tu luyện một đoạn thời gian đi. Nói thật, ta không tự tin chỉ đạo nàng, Tống Thư Hàng cười khổ, dụng ý niệm hồi phục. Có chỗ nào không hiểu tới tìm ta, dạy bảo học cho ta rất có kinh nghiệm. Mặt khác, tam thập tam thú pháp khí luyện thế nào? Bạch Tiền bối hỏi, vừa luyện chế ra hai kiện, tài liệu phương diện còn thiếu chút nữa, nhân thủ cũng thiếu chút. Buồn giàu, Tống Thư Hàng trả lời, thiếu người cùng tài liệu, cái này không là vấn đề, nhớ kỹ tam thập tam thú thần tông đã đáp ứng cho ngươi chiến lợi phẩm cùng nhân thủ kia mà. Bạch tiền bối nói, chương 1343, ta nhớ được ngươi, ngươi chính là vị kia khiến người sở hữu mang thai đạo hữu. Bạch tiền bối lại hỏi, ngươi còn kém cái nào mấy loại tài liệu? Hiện tại chỉ thiếu cua, tôm, con mực, cá heo, xuyên sơn giáp, heo, mèo, hùng cùng với vượn chín loại tài liệu. Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Tiền Bối nói, được, ta đây thay người đi hỏi hỏi. Một lát sau, ai nha nha quên ta tạm thời không thể chạy hiện thế, vừa chạy trôi qua chắc là phải bị bắt phòng tối. Thiếu chút nữa liền vui vẻ chạy hiện thế đi, bạch tiền bối nói. Tống thư hàng, yên tâm, ta cho người đi đem tam thập tam thú thần tông đại lão cho mời đi theo. Lập tức đến, người đợi một chút trực tiếp cùng hắn giao lưu. Bạch tiền bối nói. Tống thư hàng suy nghĩ một chút về sau, nói, bạch tiền bối, tam thập tam thú thần tông đại lão khẳng định đã không nhớ được ta. Ta bản thể bị giam thiên đạo phòng tối, trí nhớ tại người sở hữu trong ấn tượng cũng đã biến thành trong suốt. Khách nhân nhận được, mở ra một chút hạch tâm thế giới cửa vào. Ta trước đem người nhận lấy rồi hãy nói. Bạch tiền bối nói. Tống thư hàng tâm ý khẽ động, hạch tâm thế giới mở ra. Sau đó, cái kia có thể đem thân thể của mình vận thành chữ U con hổ xấu xí xuất hiện tại hắn sau lưng còn cùng theo một vị cầm cung lão giả. Tiền bối, chúng ta đã đến, xấu có tính cách bạch hổ đối với sau lưng cầm cung lão giả nói. Cầm cung lão giả yên lặng nhẹ gật đầu, tiếp đó hắn nhìn phía tống thư hàng. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, lắc đầu, quả nhiên không nhớ gì cả. Bạch tiền bối, quả nhiên tam thập tam thú thần tông người quên ta. Tống thư hàng cười khổ nói. Nhưng mà không quan hệ, tuy rằng không biết bởi vì nguyên nhân gì, Quên mất đạo hữu tồn tại. Nhưng ta biết rõ sự hiện hữu của ngươi. Đạo hữu, ngươi chính là trợ giúp chúng ta tam thập tam thú thần tông đại phá ngụy thần nhân vật mấu chốt. Cầm cung lão giả mỉm cười nói. Ồ, Tống Thư Hàng xứng sở. Rõ ràng bởi vì thiên đạo phòng tối nguyên nhân, thiếu khuyết trọng yếu trí nhớ, nhưng cầm cung lão giả lại vẫn nhớ kỹ hắn. Ngươi chính là vị kia khiến mấy nghìn vị ngụy thần tại mấy hơi thở ở giữa, toàn bộ mang thai đạo hữu đi. Nói thật Thật sự là loại cường hãn đến vượt quá tưởng tượng năng lực a. Cầm cung lão giả phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục loại năng lực này nếu có thể dùng tại linh thú trên thân thật tốt. Từng phút đồng hồ có thể khiến hàng trăm hàng ngàn đầu linh thú mang thai sinh nở. Ngẫm lại cũng cảm giác đẹp tàn nhẫn, bọn hắn Tam thập Tam thú thần tông liền rút cuộc không cần là linh thú không nghĩ kết hôn sinh tử mà nhức đầu. Gần nhất linh thú quyền tử có rất nhiều linh thú đột nhiên lưu hành lên độc thân chủ nghĩa muốn yên lặng làm một cái suối cô độc sinh linh thú, không nghĩ sinh dục đời sau. Loại này gặp quỷ rồi độc thân chủ nghĩa khiến tam thập tam thú thần tông đệ tử buồn muốn vỡ đầu. Tóm lại, coi như là bởi vì thiên đạo phòng tối, nguyên nhân, bọn hắn quên mất tống thư hàng, quên mất hắn đã làm sự tình. Thế nhưng, nhiều như vậy ngụy thần không phân biệt nam nữ trung tính, toàn bộ mang thai sinh nở tình cảnh, ngược lại đầy một chút đã biết rõ có như vậy một vị đạo hữu âm thầm trợ, tam thập tam thú thần tông, giúp một tay. Vì vậy, tuy rằng chúng ta chẳng biết tại sao quên mất đạo hiếu, thế nhưng chúng ta cũng biết, lúc ấy khẳng định có một vị thần bí nhân vật trợ chúng ta giúp một tay. Cầm cung lão giả nói, đang khi nói chuyện hắn đột nhiên trong lòng khẽ động bá tống đạo hiếu. Nhìn năm đệ nhất thánh bá tống đạo hiếu. Tống thư hàng vẫn còn, nhân tiền hiển thánh, sau một năm hạn sử dụng bên trong, thiên hạ không người không biết quân, chỉ cần nhìn chằm chằm vào tống thư hàng nhìn một lát về sau, trong lòng sẽ có nhận thấy tâm tình, kêu gọi rời hắn thánh hào tới đây. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, cảm giác trong lòng nhét nhét. Luôn cảm giác vị này cầm cung lão giả suy nghĩ rất thất lễ sự tình. Đáng giận, còn không bằng khiến vị này cầm cung lão giả triệt để quên mất hắn đây. Hơn nữa khiến nhiều như vậy, ngụy thần, một hơi mang thai người không phải hắn, là vân tước tử tiên tử. Cái này nổi hiện tại cũng rơi xuống trên đầu của hắn. khổ không nghĩ tới giúp chúng ta giúp một tay dĩ nhiên là bá tống đạo hiếu. Tuy rằng ta đối với đạo hiếu một chút ấn tượng cũng không có, bất quá chúng ta tam thập tam thú thần tông còn là là đạo hiếu chuẩn bị một phần chiến lợi phẩm. Hy vọng ngươi ưa thích, xuất lời, cầm cung lão giả đưa lên một phần chiến lợi phẩm, một cái dương lớn. Tống thư hàng tiếp nhận chiến lợi phẩm dương hòm, mở ra nhìn qua, phát hiện trong đó là mấy loại bát phẩm huyền thánh cấp tài liệu tuy rằng ta đối với bá tống đạo hữu trí như biến mất, bất quá ta còn có một chút ấn tượng. Hoặc là nói là trực giác, ta cảm giác bá tống đạo hữu ngươi sẽ dùng tới cái này vài kiện đồ vật. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong mấy loại tài liệu. Mà tại ta nhìn thấy bá tống đạo hữu thời gian, cũng xác định điểm này. Cầm cung lão giả vuốt sâu cười nói. Hắn đi vào tống thư hàng phía sau người, cả hai hai bên liền sinh ra như có như không cảm ứng. Đây là bởi vì hai người tu luyện đều là tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nguyên nhân. Trong dương, chỉnh tề bày ra lấy xuyên sơn giáp lân phiến nhân người, bát phẩm cấp bậc, răng giã trừ một đôi, đồng dạng bát phẩm kim cương sắc càng cua, bát phẩm sâu tôm hùng khổng lồ, bát phẩm. Ngoại trừ trên đây bốn loại bát phẩm tài liệu, phía dưới một dương bên trong là rất nhiều tài liệu luyện khí, toàn bộ là luyện chế tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tài liệu. Trùng hợp như vậy, Tống thư Hàng nghi ngờ nói, cái này bốn loại bát phẩm tài liệu, toàn bộ là hắn còn không có tập hợp đủ, tam thập tam thú tài liệu, một trong. Ban đầu ta lựa chọn chính là mặt khác càng nhiều nữa mấy loại bát phẩm tài liệu, nhưng mà trên đường lòng ta có ảnh hưởng, thay đổi bát phẩm tài liệu chủng loại. Cầm cung lão giả khẽ cười nói, Tống thư Hàng, trong lòng khẽ động, vị này lão tiền bối trong lòng khẽ động, có thể đem tài liệu vừa vặn đổi thành hắn thiếu khuyết có phải hay không là bạch tiền bối trong âm thầm đối với Cầm cung lão giả động tay chân. Phần lễ vật này, Bá Tống đạo hữu còn hài lòng không? Cầm cung lão giả ha ha cười nói. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, thỏa mãn đến cực điểm. Bá Tống đạo hữu thỏa mãn liền tốt, lão phu cũng nhẹ nhàng thở ra. Cầm cung lão giả đứng dậy, lão phu kế tiếp còn có chuyện muốn vội vàng, Bá Tống đạo hữu chúng ta như vậy tạm biệt. Cầm cung lão giả mở ra cánh cửa không gian, định rời đi. Lúc này, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới, đúc khí nhân thủ, vấn đề, một chuyện không phiền hai chủ. Hơn nữa ngày hôm qua tam thập tam thú thần tông đại chiến ngụy thần thời điểm, vị kia hiện đại thi nhân, phong kiều tử, liền đời cầm cung lão giả đã đáp ứng hắn, nên vì hắn chọn mấy vị luyện khí đại sư, thay hắn đúc khí kia mà. Vậy là Tống Thư Hàng bổ sung, tiền bối, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Ta nghĩ hướng tiền bối mượn mấy vị có thể luyện chế, tam thập tam thú pháp khí, đại sư, cho ta luyện chế hai bộ Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Hai bộ, Cầm Cung lão giả nghi ngờ nói. Tống thư hàng nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, ta quay đầu lại liền vì ngươi phái mấy vị cường lực chuyên môn am hiểu đúc Tam thập tam thú pháp khí, đại sư đến. Cầm Cung lão giả gật đầu nói. Tống thư hàng lại bổ sung, cái kia, tiền bối ta còn muốn nhắc nhở một chút. Ta bộ này Tam thập tam thú pháp khí, toàn bộ lấy bát phẩm tài liệu làm chủ. Cầm cung lão giả một cước đạp không, ngã vào cánh cửa không gian. chương 1344, ta là cửu u chúa tể nha. Lúc này cầm cung lão giả trong đầu thiên ngôn vạn ngữ đều hội tụ làm một cái từ nằm thảo. Chọn bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, toàn bộ dùng bát phẩm tài liệu làm chủ làm. Hơn nữa còn là hai bộ. Hắn đều hoài nghi tai của mình nghe lầm. Loại chuyện này, thật có thể làm được. Hắn tại, thú thần tông, bí mật thu ghi chép bên trong, năm đó ở viễn cổ thiên đình thời gian, vật chất, linh khí, thiên tài địa bảo vượt xa năm đó thời đại, tập hợp lúc ấy, thú thần bộ, lực lượng, cũng chỉ vẹn vẹn có ba vị thú thần bộ đại sư chế tạo qua tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Hơn nữa, cái kia các vị đại sư dùng luyện khí chủ tài liệu, đều là lấy ngũ phẩm cùng tứ phẩm chiếm đa số. Liên lục phẩm tài liệu đều rất hiếm thấy. Mà bá tống đạo hiếu, vậy mà chuẩn bị dùng, bát phẩm tài liệu, làm chủ, chế tạo hai bộ, 33 tổ hợp pháp khí. Đùa giỡn hay sao? Không, có lẽ thật không phải là đang nói đùa. Cầm cung lão giả tỉnh táo lại cẩn thận suy tư, vị này bá tống huyền thánh trên người có đại khí vận. Bá tống huyền thánh là nghìn năm đệ nhất thánh, được trời yêu ái. Nghìn năm qua, hắn cái thứ nhất, chư thiên vạn giới huyền thánh giảng pháp nói cách khác, hắn thừa nhận cái này nghìn năm qua lớn nhất công đức. Cũng tỉ như vừa rồi, hắn liền tự tay là bá tống huyền thánh, đưa lên bốn loại tài liệu luyện khí, toàn bộ là bát phẩm cập bậc, hơn nữa là hai bộ chủ tài liệu. Hơn nữa hắn đưa lên đại lượng, phụ trợ tài liệu nói không chừng bá tống huyền thánh thật có thể thành công. Thế nhưng, luyện chế được 33 loại pháp khí về sau, còn có khó khăn nhất một bước. Đó là hợp lại nhân phẩm, xem mặt một bước, cầm cung lão giả nói khẽ. Tại ngũ phẩm cảnh giới phía trước, đem 33 loại bản mệnh pháp khí dung hợp là một cơ hội chỉ có một lần, đã thất bại về sau, bộ này 33 loại bản mệnh pháp khí liền vĩnh viễn đã mất đi dung hợp là một cơ hội. Ba Tống Huyền Thánh đã bát phẩm cảnh giới, nói cách khác cái này hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cũng không phải hắn vì chính mình chuẩn bị. Hắn là là đệ tử của mình chuẩn bị, chờ chút, hai bộ, đúng vậy, cầm cung lão giả đột nhiên nhãn tình sáng lên. Tam thập tam thú thần tông chúng đại sư tại dung hợp pháp khí phía trước, có thể tập hợp đủ 33 loại pháp khí đã rất cực kỳ khủng khiếp. Không có sẽ xa xỉ đến luyện chế hai bộ Tam thập tam thú pháp khí. Nếu Bá Tống Huyền Thánh là đệ tử của hắn chuẩn bị hai bộ pháp khí, tiếp đó một bộ dung hợp đã thất bại, có thể hay không còn có một lần cơ hội dung hợp thứ hai bộ. Loại chuyện này không có ghi chép qua, cũng không có ai thử qua. Có lẽ là có người thử qua, nhưng không có ghi chép lại có lẽ bá Tống Huyền Thánh là muốn thử một lần cái phương án này có thể hay không đi. Nhất định phải chú ý bá Tống Thánh quân đệ tử, ta muốn phái mấy vị luyện khí đại sư trôi qua, là bá Tống Huyền Thánh trợ thủ, luyện chế pháp khí. Tiếp đó, nhìn xem bá Tống Huyền Thánh đệ tử dung hợp, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, một khắc này. Cầm cung lão giả thầm nghĩ trong lòng. Đã trải qua một phen não bổ về sau, cầm cung lão giả liền, cánh cửa không gian, đều không có quan bế, lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập hôm nay, 33 bộ phận thần tông, bên trong luyện khí đại sư tiến đến hiệp trợ tống thư hàng. Tam thập tam thú thần tông không kém năm đó, hôm nay nhóm này đại sư bên trong, liền có thể chế tạo, bát phẩm pháp khí, đại sư đều không có. Cầm cung lão giả đưa bọn họ đưa đến tống thư hàng chỗ đó, ngoại trừ để cho bọn họ chú ý bá tống huyền thánh đệ tử bên ngoài, cũng có để cho bọn họ hướng bá tống huyền thánh học tập rèn pháp khí ý tứ. Nhóm này đại sư có thể trôi qua là bá tống huyền thánh trợ thủ, học tập một chút dùng, bát phẩm tài liệu, chế tạo tam thập tam thú pháp khí kinh nghiệm. Tổng cộng 15 vị đứng đầu luyện khí chuyên gia cùng cái này 5 vị tiềm lực to lớn luyện khí thiên tài bị triệu tập đến, đưa vào đến hạch tâm thế giới. Ồ, nhanh như vậy, Tống thư hàng nhìn xem đi mà quay lại cầm cung lão giả cùng với hắn mang đến 20 vị luyện khí đại sư. Đối với ta thế hệ tu sĩ mà nói, thời gian chính là sinh mệnh chúng ta đều tại cùng thời gian thi chạy, cùng thiên kiếp thi chạy. Cái này 20 vị luyện khí đại sư liền giao cho bá tống đạo hiếu. Mặt khác, ta có cái mạo muội thỉnh cầu, chờ bá tống đạo hiếu người dung hợp, tam thập tam thú pháp khí, thời gian, có thể hay không để cho chúng ta luyện khí sư ở một bên nhìn xem, mở rộng tầm mắt. Cầm cung lão giả nói. Hắn suy nghĩ một chút, có một số việc, còn là thẳng thắn thành khẩn ra tương đối khá, lén lén lút lút dễ dàng tạo thành hiểu lầm. Tống Thư Hàng mỉm cười, chuyện nào có đáng gì. Đến lúc đó các vị đại sư cứ việc ở một bên đứng ngoài quan sát là được. Vậy rất đa tạ bá Tống Đạo Hiếu. Lão Phu còn có chuyện, chúng ta lần tới nâng cốc ngôn hoan. Cầm cung lão giả nói. Hắn thật bề bộn nhiều việc. Tam thập tam thú thần tông vừa cùng, thần minh, nhóm đại chiến hoàn tất, sau khi chiến đấu có rất nhiều sự tình cần hắn tới đây giải quyết. Mặt khác, Hoàng Sơn Trân Quân, Hoàng Sơn Tế cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng bọn hắn cùng Hoàng Sơn chân quân có hợp tác, trận này, Hoàng Sơn tế điển, bọn hắn sẽ ra tay hiệp trợ. Là thời gian đến hắn xuất thủ. Đợi cầm cung lão giả sau khi rời đi, Tống Thư Hàng cười mời đến các vị luyện khí đại sư, các vị đại sư đường xa mà đến, chịu trợ giúp Tống mỗ luyện chế pháp khí, Tống mỗ vô cùng cảm kích. Các vị đại sư, có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút mà, uống chén nước. Tam thập tam thú thần bộ đại sư vị đều là miễn phí đến giúp, Tống Thư Hàng có chút băn khoăn, cho nên muốn cho các vị đại sư chuẩn bị một phần, hoạt tuyển kéo dài tuổi thọ. Nhưng chút ít đại sư đặc biệt chuyên nghiệp, thời gian chính là sinh mệnh, luyện chế pháp khí chính là chúng ta sở thích cùng hết thảy. Ba tống tiền bối, nếu như có thể mà nói, mời mang bọn ta trực tiếp đi luyện chế pháp khí đi, máu của chúng ta tại sôi trào, chỉ cần nghĩ đến tham mộ cùng đến, 33 tổ hợp pháp khí, luyện chế trong quá trình, chúng ta liền nhịn không được kích động trong lòng. Nghỉ ngơi là người chết mới có thể làm một chuyện, chỉ cần chúng ta tay còn có thể huy động cái búa, chúng ta liền vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tống Thư Hàng cảm giác cái này hai mươi vị đại sư quá nóng máu, phong cách vẽ cùng hắn cũng không cùng. Không có vấn đề, ta đây mang chúng đại sư đi phòng rèn đây. Tống Thư Hàng nói, lẽ ra nên như vậy, hai mươi vị luyện khí đại sư tới tấp gật đầu. Vậy là, Tống Thư Hàng mang theo cái này hai mươi vị nhiệt huyết phái đại sư hướng phòng rèn đi. Trên đường, hắn cùng Bạch Tiền Bối giao lưu. Bạch Tiền Bối, hôm nay luyện khí nhân thủ cũng có, luyện khí tài liệu cũng chỉ kém 5 loại, nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp đem, thiên đạo phòng tối, bên trong, ta bản thể trong tay tài liệu cho lấy ra mới được. Tống Thư Hàng nói, Bạch Tiền Bối nói, thiên đạo phòng tối, ta tạm thời không dám đụng vào. Đụng một cái, ta cũng muốn bị giam đi vào, vì vậy, còn là từ người ý thức trở về bản thể, nhìn xem ngươi một vị khác bạch tiền bối có biện pháp nào không. Tống thư hàng, bạch tiền bối còn đang ở câu rùa đây, cũng không biết hiện tại tiến hành thế nào. Đúng rồi, bạch tiền bối, chúng ta có muốn hay không cho lục tu tiên tử thêm giờ thù lao gì đó. Lúc trước tự chúng ta cũng không nghĩ tới, chọn bộ 33 tổ hợp pháp khí đều dùng, bát phẩm tài liệu, hoàn thành. Hắn hiện tại trong tay lại thêm bốn loại, bát phẩm tài liệu một lát đi phòng rèn, lại muốn ghim lục tu tiên tử tâm. Người ngược lại nhớ kỹ ngươi những thứ này tiền bối. Bạch tiền bối nói. Tống thư hàng gãi gãi đầu, ngại ngùng cười nói, bởi vì luôn cảm giác lục tu tiên tử nhanh ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Người tốt người tới làm, thù lao rồi lại muốn ta tới đây trả giá, thư hàng ngươi nói thật với ta. Ta chẳng lẽ cái cửu u chúa tể giả? Bạch tiền bối nói. Tống thư hàng, làm sao có thể có? Bạch tiền bối ngươi làm sao có thể sẽ là cửu u chúa tể giả? người so với kia đầu dịch thể kim trúc cầu mạnh hơn nhiều lắm dịch thể kim trúc cầu bị giam đi vào chỉ là một phần nhỏ ý thức điểm số thân cũng không bằng không ảnh hưởng tống thư hàng đối với trí nhớ của nó có đạo lý cái đồ kia làm sao có thể cùng ta so với bạch tiền bối trả lời ta luôn luôn thưởng phạt phân minh nguyên bộ bát phẩm tài liệu chế tạo thành tam thập tam thú tổ hợp pháp khí so với ta tưởng tượng muốn hoàn mỹ rất nhiều tăng lên thù lao cũng là nên phải đấy như vậy đi Ta nhớ được vị kia Lục tu tiên tử chịu trói buộc tại Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, phía dưới, cảnh giới vĩnh viễn dừng lại, đúng không?" Tống thư hàng nhẹ gật đầu, Thất Tu Tiền Bối một mực ở chuẩn bị đem Lục tu tiên tử theo trói buộc bên trong giải thoát đi ra, hơn nữa chuẩn bị các loại tài liệu, nhưng mà kế hoạch có thể hay không thành công, Thất Tu Tiền Bối cũng không có nắm chắc. Ta lần trước nghiên cứu qua, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao đệ Tam Thiên Đạo cấu tứ, lối suy nghĩ hoàn toàn chính xác làm cho người ta bội phục hơn nữa ta cũng theo bên trong nghiên cứu ra rất nhiều thú vị đồ vật. Như vậy đi, người báo tố lục tu tiên tử, liền nói làm nàng đem hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, chế tạo xong về sau, ta liền cho nàng một cái danh ngạch, có thể theo cửu tu phượng hoàng đao, phía dưới giải thoát, không hề bị cảnh giới vĩnh viễn dừng lại, ảnh hưởng. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng nghe vậy, trong lòng vui vẻ cảm ơn bạch tiền bối. Ta lời còn chưa nói hết, người nói cho nàng biết, danh ngạch chỉ có một muốn theo cửu tu phượng hoàng đao bên trong giải thoát đi ra hoặc là nàng hoặc là tứ tu bạch ngọc sư tử quyền quyết định tại nàng từ nàng tới đây quyết định quá trình này bên trong thất tu cùng tứ tu cũng không thể ảnh hưởng quyết định của nàng bạch tiền bối tiếp tục nói a không thể hai cái cùng một chỗ giải thoát sao tống thư hàng nghi ngờ nói cho nên nói a à, ta là cửu u chúa tể a hai chọn một là để cho bản thân tự do còn là khiến Bạch Ngọc Sư Tử tự do, nhìn lựa chọn của nàng, Bạch Tiền Bối Dương Dương Đắc Y nói. Gần nhất cuối cùng là một kiện phù hợp hắn cửu u chúa tể giả thân phận sự tình, Bạch Tiền Bối tâm tình sung sướng. Tống Thư Hàng, quyết định vậy nha, việc này liền một cái danh ngạch. Người nào cầu cũng không dùng, một trăm chuyện cười cũng không đổi. Bạch Tiền Bối khẳng định nói, cái kia một trăm lẻ một cái chuyện cười đổi sao, Tống Thư Hàng hỏi dò. Bạch tiền bối ta là đang dùng ví dụ phương pháp hiểu không? Ý của ta là cái danh ngạch này, vô luận dùng cái gì cũng không thể đổi. Tống Thư Hàng Trong phòng rèn, lục tu tiên tử đang vì Tống Thư Hàng chế tạo đệ tam kiện pháp khí, huyền thần tướng quân giới chỉ. Thất tu thánh quân cũng ở đây một bên cùng nàng cùng nhau chế tạo pháp khí, tứ tu tại bên cạnh trợ thủ. Lúc này, Tống Thư Hàng mang theo 20 vị luyện khí đại sư tiến nhập, Lục Tu Tiên Tử xoay đầu lại, khẽ nhíu mày. Lục Tu Tiên Tử, các người muốn giúp đỡ sao? Đến từ Tam thập Tam thú Thần tông luyện khí sư, có thể giúp đỡ Tiên Tử cùng một chỗ luyện khí. Tống Thư Hàng lộ ra vô cùng thiện ý dáng tươi cười. Lục Tu Tiên Tử nói thẳng chủ đề, chăn đệ miễn đi, người lại đạt được bát phẩm tài liệu, mang theo nhiều như vậy luyện khí sư đến hỗ trợ, nhất định là lại có gặt hái được. Sợ nàng cùng thất tu bận không qua nổi đi chương 1345, một đạo hàn quang từ đâu tới đây? Tống Thư Hàng lúng túng cười, gãi gãi đầu nói, mới từ tam thập tam thú thần tông một vị tiền bối trong tay đã nhận được bốn loại bát phẩm nguyên vật liệu, hiện tại chúng ta chỉ kém năm loại liền nguyên bộ. Lục tu tiên tử dùng không ánh mắt tín nhiệm nhìn qua Tống Thư Hàng, liền bốn loại. Xác định chỉ có bốn loại. Ha ha, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười nói, tỷ tỷ, bốn loại đã rất nhiều, đây là bát phẩm huyền thánh cấp chủ tài liệu, cũng không phải là tùy tiện đều có thể tìm được đồ vật. A, à, nguyên lai like không phải tùy chỗ đều có thể nhặt được đồ vật a. À. Lục Tu tiên tử chết lặng nói. Tống thư hàng, bên kia, 20 vị thú thần tông đại sư đã hoàn toàn bị Lục Tu tiên tử thất tu thánh quân luyện khí thủ pháp trấn trụ. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề nhìn môn đạo. Tống thư hàng nhìn Lục Tu tiên tử luyện khí thời điểm, chỉ nhìn nàng đại truy tiểu trùy bay múa mà hai mươi vị thú thần tông đại sư nhìn thấy là lục tu tiên tử thất tu thánh quân mồi lửa đợi khống chế rèn luyện pháp khí thời điểm trùy pháp tinh diệu chế tạo pháp khí thời điểm dùng kỹ thuật vân vân các loại chuyên nghiệp cao lớn lên đồ vật ba tống thánh quân vậy mà mời tới hai vị luyện khí đại tông sư thay hắn chế tạo pháp khí hơn nữa trong đó có một vị dĩ nhiên là nghìn năm thứ bảy thánh thất tu thánh quân vị này thất tu thánh quân là đã định trước sẽ bị tu chân sử ký thu hơn nữa bị người nhớ kỹ đại nhân vật. Này, nếu là tới đây giúp, cũng đừng chỉ xem đứng ở nơi đó nhìn xem. Đến trợ thủ A, tứ tu Bạch Ngọc Sư Tử kêu lên. Cảnh giới của nó bị cố định tại tứ phẩm, không cách nào huyến hóa thành người, luyện chế pháp khí thời điểm muốn cho lục tu, thất tu trợ thủ đều rất không dễ dàng. Tại tứ tu Bạch Ngọc Sư Tử dưới sự chỉ huy, 20 vị tam thập tam thú thần tông luyện khí đại sư rất nhanh tiến nhập bản thân nhân vật giảm bớt lục tu tiên tử cùng thất tu thánh quân gánh nặng. Người còn chưa đi, lục tu tiên tử nhìn Tống Thư Hàng liếc, hỏi. Tống Thư Hàng, cái kia, kỳ thật ta còn có chút việc muốn. Ngừng, lục tu tiên tử vung lên bàn tay, chờ chút, để cho ta làm chuẩn bị tâm lý. Lần này không phải tài liệu gì đó, là chuyện tốt. Tống Thư Hàng nói, để cho ta trước làm chuẩn bị tâm lý, tin tức tốt của ngươi với ta mà nói không nhất định là một cái tin tức tốt lục tu tiên tử nhanh chóng đạo trong giọng nói tràn đầy đối với Tống Thư Hàng không tín nhiệm. Tống Thư Hàng, lục tu tiên tử buông lớn nhỏ song trùy, hít sâu, đồng thời vỗ nhẹ nhẹ lấy bản thân ngực lớn, lại làm một bộ mở rộng vận động. Tống Thư Hàng, một loạt buông lỏng hành động sau khi kết thúc, lục tu tiên tử nói, đến, bây giờ nói đi. Nói chậm một chút, thuận tiện ta tùy thời cắt ngang ngươi lời nói. Cho điểm tín nhiệm A, tỷ tỷ. Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười bắt đầu nói đi lục tu tiên tử nói vị kia tiền bối chuẩn bị cho ngươi thêm thù lao tống thư hàng nói lục tu tiên tử nhãn tình sáng lên một búa tăng nhiều ít tống thư hàng vung tay lên không tồn tại làm sao có thể cho ngươi tiếp tục một búa nhất kế tổn hao ghim lòng ta cái kia thêm cái gì thù lao nếu như không phải một búa tăng nhiều ít lời nói ý nghĩa không lớn a à. lục tu tiên tử yếu ớt thở dài lúc này Tống Thư Hàng sử dụng, truyền âm nhập mật, phương thức nói, một cái theo, cửu tu phượng hoàng đao, bên trong thoát ly danh ngạch. Nhưng mà, danh ngạch chỉ có một, chờ lục tu tiên tử ngươi luyện chế xong hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, về sau, có thể tìm vị tiền bối kia thực hiện. Lục tu tiên tử, đây thật là một cái tin tức tốt, nhưng cũng là vô cùng làm cho người ta xoắn suýt tin tức. Danh ngạch chỉ có một lời nói, là muốn dùng tại nàng trên người mình, còn là dùng tại tứ tu trên thân theo lý cái danh ngạch này là nàng chế tạo pháp khí kiếm được dùng tại nàng trên người mình cũng là hợp tình hợp lý thế nhưng nàng làm không được tứ tu rất sớm rất sớm phía trước trùng kích ngũ phẩm cảnh giới thất bại cảnh giới bị trói buộc tại tứ phẩm cảnh giới nàng tại trở thành lục tu về sau cùng tứ tu ở chung được rất dài rất dài năm tháng giữa hai người tình cảm so với thường nhân suy nghĩ voi còn muốn thâm hậu tuy rằng nàng thường thường một cước đem tứ tu đá bay thế nhưng Gặp gỡ loại này thoát khỏi trói buộc cơ hội thời điểm, nàng theo bản năng liền nghĩ đem cơ hội này tặng cho tứ tu. Thế nhưng, nàng cũng rất cần cơ hội này. Nàng nếu không thoát ly cửu tu phượng hoàng đao, lời nói, liền vĩnh viễn là cửu tu phượng hoàng đao, phụ thuộc, vĩnh viễn không cách nào cùng thất tu kết làm đạo lữ. Có thể cho ta hai cái danh ngạch sao? Lục tu tiên tử hỏi. Tống thư hàng lắc đầu, vị tiền bối kia nói, chỉ có một danh ngạch, vô luận dùng cái gì đều không thể đổi hắn thứ hai danh ngạch. Cho dù là một trăm lẻ một cái chuyện cười cũng không được. Lục tu tiên tử, một trăm lẻ một cái chuyện cười là cái gì quỷ, đem tứ tu hoặc nàng theo, cửu tu phượng hoàng đao, trói buộc phía dưới giải thoát đi ra, chẳng lẽ cũng chỉ chống đỡ, một trăm lẻ một cái chuyện cười. Người không cần nhanh như vậy làm quyết định, dù sao ta 33 loại tài liệu cũng không có gom đủ. Hơn nữa, ta đại bộ phận tài liệu cũng không có theo thiên đạo phòng tối bên trong chơi đùa xuất ra. Lui thêm bước nữa, lục tu tiên tử ngươi chế tạo hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, cũng cần thật lâu thời gian nha. Ngươi có rất lớn lên thời gian có thể suy tính, tống thư hàng an ủi. Lục tu tiên tử đột nhiên dùng sức dậm chân một cái, không suy tính, ta hiện tại liền quyết định. Thất tu, tứ tu, chung quanh tất cả tam thập tam thú thần tông đại sư, đều nghi hoặc nhìn về phía lục tu tiên tử. Cơ hội này cho tứ tu, liền cho nó. Người cái này dạng này hồi phục vị tiền bối kia thì cứ như vậy, không muốn hỏi lại ta đổi ý không đổi ý. Lục tu tiên tử nghiến răng đối với Tống thư hàng nói. Tống thư hàng nhẹ gật đầu, ta hiểu được, ta thì cứ như vậy trở về tái phát vị tiền bối kia. Hồ Lục tu tiên tử nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng nói khẽ cảm ơn. Không khách khí, Tống thư hàng nói. Không, ta là nói cảm ơn vị tiền bối kia lục tu tiên tử nói. Tống thư hàng mặt không đổi sắc, ta là thay mặt vị tiền bối kia nhận lấy lục tu tiên tử cảm tạ. Lục tu tiên tử liếc mắt, tiếp đó nàng xoay người lại nhìn chằm chằm vào thất tu nói, thất tu ta liền giao cho ngươi rồi. Tuy rằng không biết ngươi nói là cái gì, nhưng mà, giao cho ta đi. Thất tu thánh quân ôn hòa cười nói. Trên thực tế, thất tu đã đoán được lục tu tiên tử cùng tống thư hàng đối thoại nội dung. Thế nhưng, tứ tu bạch ngọc sư tử ngay tại bên cạnh, hắn cũng không nói gì phá việc này làm giả bản thân nghe không hiểu bộ dạng hắn cũng đồng ý lục tu quyết định khiến tứ tu trước phải đến tự do tứ tu đã bị trói buộc quá lâu quá lâu hơn nữa hắn muốn thân thủ đem lục tu theo cửu tu phượng hoàng đao phía dưới giải thoát đi ra tự tay có được lấy rất lớn ý nghĩa hắn đối với chính mình có lòng tin đối với kế hoạch của mình cũng có tin tưởng hơn nữa cửu tu phượng hoàng đao cũng sẽ phối hợp hắn khiến lục tu tiên tử đạt được giải thoát, mau chóng đem thừa lại tài liệu đem tới tay đi. lục tu tiên tử cho tống thư hàng một cái lạnh lùng bóng lưng, tại nhiều như vậy người hiệp trợ xuống, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo xong, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp, hy vọng bạch tiền bối sớm ngày câu rùa thành công đi. tống thư hàng trả lời. đang khi nói chuyện, một hàn quang trống giống xuất hiện tại hạch tâm thế giới, hướng về bên người của hắn chọc tới đây chương 1346, có phải hay không còn thiếu loài vượn tài liệu? Thần thánh phương nào, vậy mà vượt qua hắn hạch tâm thế giới, trực tiếp hướng hắn khởi sướng tiến công. Oanh, chọc người không chọc eo, cắt người không cắt thận, từng cái một đều đối với eo của ta, thực cho là ta không hề phòng bị sao. Tống Thư Hàng cả giận nói. Tại hắn trong tay trái, vương bát chuyên gia thuẫn bỗng nhiên mở rộng, ngăn tại Tống Thư Hàng eo bên cạnh. Thần thuẫn tự chủ hộ thể đinh. Hàn quang đâm vào vương bát chuyên gia thuẫn bên trên, truyền đến thanh thúy tiếng vang. Thế nhưng, va chạm độ mạnh yếu rồi lại thật rất nhỏ. Tống thư hàng cười lạnh một tiếng, nhỏ như vậy độ mạnh yếu, coi như là cái này hàn quang trực tiếp ghim tại hắn eo bên cạnh, cũng không phá được phòng ngự của hắn. Kẻ đánh lén sơ suất quá, cũng quá xem thường hắn. Ngăn trở hàn quang đánh lén về sau, tống thư hàng thuận thế run lên, vương bát chuyên gia thuẫn hướng về hàn quang triển đè trôi qua. Hàn Quang bị triển ngã xuống đất. Phịch một chút, từ nơi này Hàn Quang lên bắn lên hai hàng xa hoa đại vòng bảo hộ. Tống Thư Hàng bị vòng bảo hộ chống, nâng cao cao. Cái này vòng bảo hộ, có chút nhìn quen mắt A. À. Năm thảo, đây không phải lưu tinh kiếm lên xa hoa vòng bảo hộ mẫu mã đi, cùng hắn, bảo đao phách toái, lên vòng bảo hộ là cùng khoản, chính là vòng bảo hộ đầu càng tinh tế một ít. Tống Thư Hàng liền tranh thủ bản thân hộ thuẫn thu hồi sau một khắc hắn liền chứng kiến lưu tinh kiếm ủy khuất nằm dạp trên mặt đất phía trên vòng bảo hộ mở rộng là bạch tiền bối lưu tinh kiếm tống thư hàng vội vàng bắt lấy lưu tinh kiếm chui kiếm đem hắn theo dưới đất nhặt lên lưu tinh kiếm phát ra o o o n g rung động gieo hò thanh âm hướng tống thư hàng biểu đạt bất mãn của mình hắn thật vất vả vượt qua không gian đi vào tống thư hàng bên người vốn muốn cùng tống thư hàng biểu đạt mình một chút thân mật kết quả cũng còn không có tới gần đây, đã bị Tống Thư Hàng một tấm thuẫn nện gục xuống. Xin lỗi, ta còn cho rằng lại có người muốn cắt ta thận đây. Tống Thư Hàng vội vàng lên tiếng an ủi lưu tinh kiếm. Đồng thời hắn học bạch tiền bối bộ dạng, hất lên kiếm. Ba một chút, lưu tinh kiếm lên vòng bảo hộ toàn bộ thu nạp. Tại Tống Thư Hàng xin lỗi cộng an ủi xuống, lưu tinh kiếm rốt cuộc không hề rung động gieo hò. Theo bạch tiền bối thực lực tăng lên, Lưu Tinh Kiếm linh tính càng ngày càng cao, chờ Bạch Tiền bối cử phẩm về sau, Lưu Tinh Kiếm Kiếm Linh có lẽ liền sẽ mở miệng nói chuyện. Tống thư hàng cáo biệt lục tu tiên tử, thất tu thánh quân về sau, mang theo Lưu Tinh Kiếm rời đi Đông Điện. Khi hắn đi ra Đông Điện thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Không đúng a, à, ta nhớ được Lưu Tinh Kiếm vốn là tại Bạch Tiền bối phân thân, chỗ đó, bị cùng một chỗ nhốt vào đến Thiên Đạo phòng tối. Tống thư hàng cúi đầu nhìn qua Lưu Tinh Kiếm ngay từ đầu lưu tinh kiếm chịu trách nhiệm thủ hộ bạch tiền bối bản thể. Về sau tại bị giam vào, thiên đạo phòng tối, thời gian, lưu tinh kiếm lại bị bạch tiền bối phân thân dẫn tới trên thân. Cùng tai nạn cửa quy thời điểm chiến đấu, bạch tiền bối phân thân còn sử dụng qua lưu tinh kiếm. Tiên tuyền bị phá hư về sau, cũng là lưu tinh kiếm mang theo tống thư hàng, A Thập Lục cùng với Vũ Nhu Tử tại thiên đạo phòng tối bên trong phi hành hiện tại lưu tinh kiếm rồi lại theo, thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra, rơi xuống trong tay hắn. Lưu tinh kiếm nhẹ nhàng chớp chớp mũi kiếm, lộ ra vô cùng đắc ý. Bạch tiền bối thành công câu được tai nạn cự quy, hơn nữa nghiên cứu ra thiên phú của bọn nó pháp thuật, vượt qua thời không dạo bước sao. Tống thư hàng hỏi, lưu tinh kiếm nhẹ nhàng một chuyến thân kiếm, theo thu liếm vòng bảo hộ thịt bên cạnh rơi ra một chuỗi tay châu. Ta thủ xuyến pháp khí, Tống Thư Hàng đem hắn nhặt lên. Đồng thời hắn ý thức hướng thủ xuyên pháp khí bên trong quét qua. Bên trong chứa con lừa, lạc đà, sư tử, hổ, báo, sói, hồ, điêu, gà, hạc, nhạn, ưng, chuột, cá mập bát phẩm tài liệu, mỗi một chủng đều có 2 đến 3 phần. Ngoại trừ những thứ này bát phẩm chủ tài liệu bên ngoài, còn có một tay chuỗi không gian các loại tài liệu. Bạch tiền bối đưa hắn cần bát phẩm chủ tài liệu đưa tới. Bạch tiền bối thật nắm giữ, vượt qua thời không dạo bước, đích thiên phú rồi. Tống Thư Hàng vui vẻ nói, cái này đại biểu cho hắn bản thể cũng có thể theo, thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra đi. Lưu tinh kiếm vẫy vẫy thân kiếm. Có ý tứ gì, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Lúc này, chỉ thấy lưu tinh kiếm trên thân bộc phát rời một đạo khí thế, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trốn vào hư không. Không có không gian chấn động. Lưu Tinh Kiếm sử dụng phương pháp đúng là tai nạn cự quy, vượt qua thời không dạo bước năng lực. Chẳng lẽ nói, nắm giữ vượt qua thời không dạo bước năng lực là Lưu Tinh Kiếm? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, có phải hay không là Bạch Tiền Bối giải phẫu một cái tai nạn cự quy, đem hắn khí quan chứa vào Lưu Tinh Kiếm trên người. Sở dĩ sẽ sinh ra như vậy cái ý niệm trong đầu, là vì Tống Thư Hàng luôn cảm giác tai nạn cự quy không phải sinh vật. Chúng nó tuy rằng rất mạnh, nhưng chúng nó trên thân không có sức mạnh cảnh giới, cảm giác. Chúng nó rất có thể là pháp khí thậm chí là cơ giới thú các loại tồn tại. Một bên suy tư về, Tống Thư Hàng một bên lại quay lại đến lục tu tiên tử chế tạo phòng. Người tại sao lại tới? Lục tu tiên tử nhíu mày hỏi. Ha ha, cái kia, bạch tiền bối đem chúng ta đào được, tài liệu đều đưa đã tới. Ta đem những tài liệu này chuyển giao cho ngươi. Tống Thư Hàng dứt lời, mở ra tay chuỗi không gian, đem mỗi loại, bát phẩm tài liệu, đều đổ hai phần đi ra. Đón lấy, lại đổ rất nhiều phụ trợ tài liệu đi ra. Tăng thêm tam thập tam thú thần tông cầm cung lão giả đưa tài liệu cùng với hắn tại, thú giới, làm thần y lấy được tài liệu về sau, có lẽ đầy đủ luyện chế hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Thất tu thánh quân nhìn qua cái này đầy đất tài liệu, khóe miệng không ngừng run rẩy Lục tu tiên tử tiện tay đem những tài liệu này thu hồi, như vậy, còn kém năm kiện chủ tài liệu ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng thu thập tới. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ta đây vừa sẽ tăng nhanh đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí chế tạo đi ra. Lục Tu Tiên Tử nói, hy vọng có thể đuổi kịp, Tống Thư Hàng thầm nghĩ. Trong cơ thể hắn, tại vân tước tử đưa viên thuốc đó thúc dục hóa xuống, trong cơ thể hắn cây thứ thư tiên cốt đã thành hình hơn phân nửa. Hắn hiện tại căn bản không cần chủ động tu luyện, cảnh giới như trước như bánh xe cuồn cuộn về phía trước. Linh quỷ hách, Diệp Tư coi như là đang bế quan bên trong, như trước có thể tạo được thay hắn rèn luyện, tiên thiên chân nguyên gia tốc tu luyện hiệu quả. Hạch tâm thế giới cùng hoạt tuyền, đồng dạng sẽ không ngừng phản hồi hắn tinh thuần năng lượng. Tăng thêm vân tước tử vừa cho ăn hắn ăn vào đan dược. Công lực tăng lên căn bản dừng không được tới đây. Tống Thư Hàng thật tình bắt đầu cân nhắc, có muốn hay không học một chút, truyền công cuồng ma, thiên nhai tử đạo trưởng thủ đoạn. Thế nhưng lo nghĩ, lại cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Thiên nhai tử đạo trưởng truyền công thời điểm, tiên phong đạo cốt, vị tiểu hữu này, bần đạo nhìn ngươi thiên tư phi phàm, bần đạo nơi này có mấy chục năm công lực truyền thụ cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận. Vậy hắn đây, hắn quá trẻ tuổi, căn bản không có tiên phong cùng đạo cốt. Quan trọng nhất là, chính hắn đều mới tu luyện 4 tháng, liền một năm công lực đều không có. Hắn lời kịch phải làm sao? Tiểu huynh đệ, ta thấy người cốt cách kinh kỳ, là khối nghìn năm khó gặp tu chân kỳ tài. Ta chỗ này có hơn 10 ngày công lực, truyền thụ cho ngươi, ngươi muốn không muốn. Sẽ bị người trở thành bệnh tâm thần. Lúc này, bạch tiền bối lại lên tiếng hỏi, người còn thiếu 5 loại bát phẩm tài liệu, có phải hay không còn thiếu loài vượn. Trường 1347, ăn nhím biển tiểu cô nương. a à, đúng vậy, trong đó có một loại chính là loài vượn lông đuôi. Tống Thư Hàng trả lời bạch tiền bối, loài vượn lông đuôi, lông đuôi. Đúng vậy, Tống Thư Hàng đáp, luyện chế 33 thú tổ hợp pháp khí chủ tài liệu thật đúng là hiếm thấy. Bạch tiền bối hạc hạc cười nói, ngươi chờ ta, ta một lát đưa hai phần nguyên vật liệu cho ngươi. Lại nói, 33 thú tổ hợp pháp khí dùng, chủ tài liệu, đều là sừng A, móng vuốt A, xúc tu A, bộ lông, hàm răng A các loại đồ vật. Đại bộ phận đều là rất thuận tiện thu thập, hơn nữa có thể một lần nữa mọc ra bộ phận dù sao tam thập tam thú thần tông đời trước, thú thần bộ, là tuần thú sư, linh thú đối với bọn họ mà nói là đồng bọn, quan hệ. Đại khái chính là bởi vì như vậy, vì vậy bọn hắn làm cho luyện chế pháp khí chủ tài liệu phần lớn là này chủng loại loại hình linh thú, yêu thú bộ vị đi. Tống Thư Hàng trả lời. Ước chừng 5-6 phút đồng hồ sau. Tới tay, nhà ta số 3 sủng vật cái đuôi ngắn đáng thương, vì ngó cái này, hai phần, nguyên vật liệu, ta dùng, chỉ rũ thuật cùng tăng phát pháp thuật, phối hợp lẫn nhau, tổng cộng khiến cái đuôi của nó lông qua lại dài quá 6 lần, mới kiếm đủ như vậy điểm lông đuôi. Bạch tiền bối dứt lời, đem hai hộp viên lông đuôi truyền tống đến tống thư hàng trước mặt. Số 3 sủng vật, tống thư hàng nhớ lại một chút. Đúng rồi, bạch tiền bối ngoại trừ mặt trời nhỏ, người bận rộn đi số 2333, cùng chuột hamster kiếm khách bên ngoài, còn mới thu một cái thánh viên đại kim cương. Nghe nói lai lịch không nhỏ, là thú giới Trinh Tây đại tướng quân, bộ dáng cùng tinh tinh tương tự. Tống thư hàng vốn cho là đó là đầu đại tinh tinh, nguyên lai hắn còn có cái đuôi. Nhìn xem trong tay hai cái cái hộp nhỏ bên trong lông ngắn. Trinh Tây đại tướng quân cái đuôi rất ngắn, phía trên lông tổng sản lượng ít. Tiếp đó, Bạch Tiền bối cầm lấy cái đuôi của nó, cạo một lần, lại khiến cái đuôi của nó lông dài ra. Sau đó lại cắt, lại dài. Ngẫm lại cũng cảm giác được có hình ảnh cảm giác còn dư lại chỉ có con mực cá heo mèo cùng gấu bốn loại tài liệu đi bạch tiền bối hỏi tống thư hàng gật đầu chờ mong hỏi bạch tiền bối người chỗ đó có hàng tồn không có phổ thông bát phẩm tài liệu ta cơ bản sẽ không đi siêu tầm trừ phi là có được đặc thù ý nghĩa hoặc đặc thù hiệu quả bạch tiền bối trả lời một loại không nói ra được hào khí đập vào mặt khiến tống thư hàng không cách nào hô hấp Bạch Tiền bối đưa xong tài liệu về sau, lại thần kỳ biến mất. Kế tiếp còn thừa lại bốn loại chủ tài liệu, phải nghĩ biện pháp mau chóng làm đến mới được. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Phòng rèn bên kia hiện tại có Lục Tu, Thất Tu, Tứ Tu cùng với một đám tam thập tam thú thần tông đại sư hỗ trợ trợ thủ, Lục Tu tiên tử chế tác, 33 thú tổ hợp pháp khí tốc độ nhất định sẽ thật lớn tăng lên. Vì vậy, hắn bên này tài liệu cũng muốn mau chóng gom đủ mới được chỉ là thừa lại bốn loại tài liệu muốn đi đâu làm. Hắn cũng không phải bạch tiền bối, không có khả năng khiêng đem cái cuốc, đi vũ trụ đào một đào có thể đào được vật mình muốn. Hơn nữa chế ngự tại, vân tước tử bộ phận thân thể khoảng cách hạn chế, nguyên nhân, trước mắt hắn không có biện pháp rời đi hạch tâm thế giới. Bắt gấp, cùng lúc đó, đêm dài sau đó, Văn Châu thị bên bờ biển, một mảnh xương mù mà tràn ra. Xương mù làm ra chướng nhãn pháp tác dụng. Sau đó, có một đám toàn thân bao bọc tại trong quần áo đen, hắc y bên trong lại có gai nhọn toát ra thân ảnh lặng lẽ đổ bộ. Đúng là lời kịch sâu sâu nhím biển chiến sĩ. Hai đội nhím biển chiến sĩ sau khi lên bờ, một cái khổng lồ ánh mắt theo trên biển hiện lên, trôi nổi tại không trung, phiêu lạc đến mặt đất. Đúng là nhím biển chiến sĩ tín ngưỡng, Hải Vương. Lần này là Hải Vương lần đầu tiên đem bản thể theo trong hang ổ mang ra, đổ bộ mặt đất hải vương bản thể chính là kia đầu con mắt thật to, đồng thời lại có rất nhiều giống như con mực hộp tay kéo dài ra. Nhưng mà ánh mắt cùng chạm tay chỉ là hắn thân thể khổng lồ một nửa bộ phận, còn có một hơn phân nửa thân thể giấu ở dày đặc trong sương mù, làm cho người ta nhìn không rõ lắm. Mở rộng ảo giác, tránh đi người đi đường, chúng ta tiến về trước bá tống huyền thánh nhà. Hải vương trầm giọng nói. Hắn đã bỏ đi theo, bá tống huyền thánh, trong tay cưỡng đoạt bạch ngân thủ sáu kế hoạch, lần này lên bờ nó là chuẩn bị dùng thành ý để đả động bá tống huyền thánh. Nhân loại là một loại quần tụ sinh vật, làm con người tụ họp quần cùng một chỗ về sau, liền biết xuất hiện, giao dịch, loại này hành động phương thức. Hải vương một mực ở nghiên cứu nhân loại, tiếp đó tiến cử tiên tiến lý niệm dạy bảo nhím biển chiến sĩ tỷ như, nhím biển chiến sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc. Tại hải vương trong nghiên cứu, giữa người và người không có có đồ vật gì đó là không thể giao dịch, bao gồm tiết tháo ở bên trong, nếu như người đổi cũng không đến phiên người muốn đổ vật, vậy khẳng định là người trả giá cao chưa đủ. Vì vậy, Hải Vương đã chuẩn bị rất nhiều bảo vật, mỗi một kiện đều là nhân loại tu sĩ, ưa thích chân bảo, luận giá chỉ có lẽ so ra kém bạch ngân thủ sáo, nhưng vài kiện thậm chí là hơn 10 kiện đổi một kiện, vẫn có thể làm được đồng giá. Món đó bạch ngân thủ sáo đối với bá tống huyền thánh mà nói căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, mà ta chọn bộ chiến giáp cũng chỉ thiếu cái này một chiếc thủ sáo chỉ cần ta có thành ý, nhất định có thể đả động bá tống huyền thánh. Hải vương thầm nghĩ trong lòng. Nhím biển chiến sĩ nhóm bắt đầu mở rộng huyễn thuật trận pháp, chuẩn bị tiến nhập văn châu thị trong đi. Cẩn thận, không muốn làm cho nhân loại phát hiện chúng ta, chúng ta hành động lần này nhất định phải giữ bí mật. Một cái mập mạp nhím biển chiến sĩ lên tiếng nói. Cái kia nếu như đã có người chứng kiến chúng ta đây. Một cái thấp bé nhím biển chiến sĩ hỏi. Đương nhiên là giết chết mập mạp nhím biển chiến sĩ đương nhiên nói, thấp bé nhím biển chiến sĩ nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ cách đó không xa, nói ta cảm giác cả nhân loại kia thiếu nữ đã phát hiện chúng ta, ta đây đi giết rơi nàng. Nhiều người nhím biển chiến sĩ thuận theo ngón tay của nó phương hướng nhìn lại, sau đó liền chứng kiến một vị váy đen thiếu nữ, chân trần ngồi xổm trên bờ cát. Trắng nõn chân nhỏ như tuyết óng ánh, màu u bàn chân màu da tựu như cùng trong suốt thông thường, ẩn ẩn chiếu rọi rời mấy cái tinh tế mạch máu. Ngón chân ngập tại cát bên trong, trình nhàn nhạt màu hồng phấn. Tại nàng trước mặt mọc lên một đoàn tiểu đống lửa, phía trên có hai cái cá lớn, một cái con mực còn có vài đầu nhím biển bị xiên gỗ đâm xuyên qua, gác ở trên đống lửa nướng. Váy đen thiếu nữ đầu tóc rất dài rất dài, không sai biệt lắm có nàng thân dài như vậy, bởi vì ngồi cạnh nguyên nhân, tóc dài khoác trên vai phủ sau lưng. Trên váy buộc lên một mai trứng bổ câu đại minh châu váy đen thiếu nữ xác thực thấy được nhím biển chiến sĩ cùng hải vương nhưng mà nàng mắt liếc nhím biển chiến sĩ về sau đối với chúng không hề hứng thú nàng tiếp tục đưa tay theo tiểu hỏa đống bên trên nắm lên nướng con mực cẩn thận từng ly từng tí thổi hơi vù 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 tiếp đó nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn cắn lấy xúc tu bên trên mùi thơm bốn phía tiểu cô nương một mặt thỏa mãn đón lấy nàng lại đem nhím biển đẩy ra cái miệng nhỏ hút Trung quanh nhím biển chiến sĩ thấy thế, chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run rẩy, dường như bị đẩy ra chính là thân thể của bọn nó thông thường. Lúc này, cái kia thấp bé nhím biển chiến sĩ, đi tới váy đen tiểu cô nương trước người. Tiểu cô nương, hôm nay người có huyết quang tài ương. Tuy rằng ta và người hai bên cũng không ân oán, nhưng người thấy được chúng ta. Vì vậy, ta nhất định phải giết chết ngươi. Nhớ ký tên của ta, anh dũng đắng chát nhím biển chiến sĩ tử thiên quân. Viên vũ trảm. Thấp bé nhím biển chiến sĩ nghiêm túc nói. Dứt lời, thân thể của hắn điên cuồng xoay tròn. Một chiêu này, viên vũ trảm có thể nói là nhím biển chiến sĩ chiêu bài tuyệt kỹ. Vô luận là cái nào đẳng cấp nhím biển chiến sĩ đều đùa nghịch, đều ưa thích dùng. Thấp bé nhím biển chiến sĩ tử thiên quân thân thể xoay tròn đã thành một cái cầu tình trạng, hướng váy đen tiểu cô nương triển đè trôi qua. Trên người nó gai nhọn theo xoay tròn hóa thành đại sát khí, người bình thường như bị cuốn vào viên vũ trảm, phạm vi, trong nháy mắt cũng sẽ bị bầm thây. Nhím biển chiến sĩ trên thân gai nhọn, có thể so với hợp kim cương đao. Ăn nhím biển tiểu cô nương ngẩng đầu lên, nhìn qua nhím biển chiến sĩ tử thiên quân, nàng một mặt nghi hoặc, nhưng không có sợ hãi. Làm nàng chứng kiến tử thiên quân không ngừng xoay tròn lấy hướng nàng đè xuống thời điểm, nàng buông xuống trong tay nhím biển, tiếp đó cong lên miệng đối với tử thiên quân, thổi ngụm khí hồ váy đen tiểu cô nương bĩu môi thổi hơi bộ dạng rất đáng yêu. Theo nàng nhẹ nhàng thổi, cuồng phong bạo khởi, ngưng tụ là mắt thường có thể thấy được tiểu long cuốn, tiếp đón hướng tử thiên quân. Tử thiên quân bị tiểu long cuốn gió bão đánh trúng, thì cứ như vậy bảo trì, viên vũ chảm, xoay tròn tư thế, bay lên. a a a a sau đó, tử thiên quân phát ra như chuông bạc thanh thúy kêu thảm, càng bay càng cao, hóa thành điểm đen. Tất cả nhím biển chiến sĩ tất cả đều ngây dại, chúng nó ngửa đầu nhìn qua càng ngày càng nhỏ tử thiên quân. Ngay từ đầu, chúng nó vẫn chờ tử thiên quân lúc nào biết từ không trung rớt xuống. Nhưng tử thiên quân căn bản sẽ không có muốn đến rơi xuống ý tứ, càng bay càng cao, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đây là trực tiếp bị đưa vào vũ trụ, ngao du tinh hải tiết tấu. Một hơi liền đem người thổi tới vũ trụ đi, vị này váy đen thiếu nữ là thần thánh phương nào. Tất cả nhím biển chiến sĩ lại vô thức nhìn về phía váy đen thiếu nữ, Tại chúng nó cảm ứng bên trong, váy đen tiểu cô nương chỉ là phổ thông phàm nhân giữa song phương cảnh giới tranh lệch quá xa. Vì vậy chúng nó không cách nào cảm ứng ra váy đen tiểu cô nương cảnh giới. Lúc này, váy đen thiếu nữ nắm lên bản thân xiên cá nướng, nhím biển cùng với các loại hải sản, nhanh chóng hướng trong miệng lấp đầy, một bộ lo lắng nhím biển chiến sĩ nhóm biết đoạt nàng đồ vật bộ dáng. Tránh đi nàng, lúc này, hải vương thanh âm tại nhím biển chiến sĩ nhóm trong đầu vang lên. Hải Vương thực lực bây giờ không có hoàn toàn khôi phục, bây giờ còn ở vào thất phẩm cảnh giới đỉnh cao. Nhưng coi như là hắn khôi phục bản thân bát phẩm sức mạnh, tự nhận là cũng không cách nào giống như váy đen thiếu nữ như vậy một hơi liền đem một cái, nhím biển chiến sĩ thổi bay đến trong vũ trụ đi. Cái này váy đen thiếu nữ sức mạnh so với hắn đỉnh phong tình trạng còn muốn càng mạnh hơn nữa, được cái đối phương trạng thái nhìn qua có chút cổ quái, không có trực tiếp giết qua tới đây. Đã như vậy, cái kia thừa dịp song phương không có tiếp tục xung đột phía trước, tránh đi đối phương mới là vô cùng lựa chọn chính xác. Về phần anh hùng nhím biển chiến sĩ Tử Thiên Quân, hắn sẽ trở thành nhím biển chiến sĩ nhóm trong suy nghĩ dũng sĩ. Hải Vương đối với váy đen tiểu cô nương rất là kiên kỵ, bởi vì lúc trước liền hắn đều không có cách nào cảm ứng ra đối phương cường đại. Hành tàu giang hồ, lão nhân, nữ nhân cùng tiểu hài tử chọc không được, quả nhiên là có đạo lý đó a. À. Vậy là Nhím biển chiến sĩ nhóm Tuân theo, Hải Vương, mệnh lệnh lặng lẽ lui về phía sau. Rời khỏi một khoảng cách về sau, chúng nó bắt đầu tránh đi váy đen tiểu cô nương, tiếp tục hướng Văn Châu thị nội thành xuất phát. Lúc này, váy đen thiếu nữ móc ra một khối bàn tay nhỏ bé khăn lau miệng của mình cùng bàn tay nhỏ bé. Ưk, ừ, theo trong bụng của nàng truyền ra rõ ràng xì xào âm thanh. Nàng còn không có ăn no, chương 1348, bá tống huyền thánh chết non nữa a à. Đói khát cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, vừa rồi cá, mực, nhím biển, đối với nàng mà nói liền món ăn khai vị cũng đều không tính. Không chỉ thể thích nhỏ, số lượng thiếu, ẩn chứa năng lượng cũng thấp. Váy đen thiếu nữ thu hồi bàn tay nhỏ bé khăn, ánh mắt rơi vào đám kia, nhím biển chiến sĩ trên thân. Nàng cái mũi nhỏ hít hà, tiếp đó chịu không nổi lắc đầu những thứ này thối hò hét ra hỏa không tốt hạ miệng. Hơn nữa lớn lên cũng không ngon, nhìn xem sẽ không hạ miệng dục vọng. Nhím biển chiến sĩ nhóm tránh thoát một kiếp. Đón lấy, váy đen thiếu nữ ánh mắt rơi vào, hải vương, trên thân. Hải vương bại lộ tại trong hư không thân thể, từ một đầu con mắt thật to cùng mực xúc tu kết thành. Hắn còn có càng lớn một bộ phận thân thể, giấu ở dày đặc trong sương mù. Nhìn xem cái kia màu mỡ xúc tu mực, váy đen tiểu cô nương nước miếng không bị khống chế bắt đầu bài tiết. Này to con, tiểu cô nương lên tiếng kêu lên, thanh âm của nàng mượt mà, lại dẫn một loại lười biếng phong tình. Hải vương cảm giác bị nhìn chồng chọc có chút không được tự nhiên, nghe được váy đen tiểu cô nương gọi hắn về sau, hắn theo bản năng xoay tròn xem qua con ngươi, nhìn về phía tiểu cô nương. Ngươi xem ăn thật ngon bộ dạng, váy đen tiểu cô nương cười hì hì nói. Năm thảo, Chứng kiến cái này váy đen tiểu cô nương một miệng nước miếng bộ dạng, Hải Vương không cần suy nghĩ, xúc tu một cuốn, đem bên người mấy cái, nhím biển chiến sĩ, cuộn lên, cũng mặc kệ cái gì huyễn thuật cùng sương mù, trong cơ thể nó năng lượng lớn nhất hạn độ phát ra, hướng xa xa bỏ chạy. Bay ra rất xa một khoảng cách về sau, hắn lòng còn sợ hãi nhìn về phía sau lưng. Váy đen tiểu cô nương đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, cười hì hì nhìn qua hắn. Không có đuổi theo đến nàng buông tha cho truy đuổi bản thân hay hoặc là nàng còn có khác đáng sợ thủ đoạn còn là nàng chỉ là cùng mình chỉ đùa một chút hải vương trong đầu hiện lên rất nhiều cái khả năng sau một khắc hắn thấy được một cái tuyệt vọng hình ảnh cái kia váy đen tiểu cô nương đưa tay tại trong hư không đẩy một cánh cánh cửa không gian mở ra tiểu cô nương nâng lên trắng nõn óng ánh chân nhỏ dùng sức đạp vào cánh cửa không gian bên trong cửu phẩm kiếp tiên ngoá hải vương trong lòng hô to không ổn cái kia trắng noãn bàn chân nhỏ xuyên qua không gian dẫm ở hải vương khuôn mặt bên trên hải vương vẫn có mặt tuy rằng mặt của nó đại bộ phận đều là ánh mắt ba một tiếng hải vương cái kia con mắt thật to thiếu chút nữa bị đạp bạo nho nhỏ bàn chân bên trên bổ sung tới khiến hải vương tan vỡ lực chấn động a à, hải vương liên tục kêu thảm bị đạp bay ngược trở về từ trên không trung rơi xuống hướng váy đen thiếu nữ chỗ đứng bãi cát vị trí Quanh hắn rơi xuống trên mặt đất, xúc tu vòng quanh nhím biển chiến sĩ cũng gắn trên đất, kêu thảm liên tục. Tiểu cô nương này là cửu phẩm kiếp tiên, hơn nữa là đối với không gian lực lượng nắm giữ siêu cấp thành thạo uy tín lâu năm kiếp tiên. Chiêu thức ấy không gian nắm giữ kỹ thuật, tuyệt đối không phải mới kiếp tiên có thể làm được. Hải Vương bản thân có thể lợi dụng thượng cổ trận pháp, tới đây chơi xoay tròn không gian, ở phương diện này hắn lời nói có trọng lượng. Hôm nay đi ra ngoài ta tính qua quẻ đó a. À rõ ràng là hết thảy thuận lợi khỏe vì cái gì vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ loại này lão quái vật ta thật đói bụng váy đen thiếu nữ hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào hải vương tiền bối người muốn ăn cái gì ta lập tức cho tiền bối bắt đi ta biết rõ đáy biển có rất nhiều mỹ vị chỉ cần tiền bối nói một tiếng ta lập tức khiến thuộc hạ của ta nhanh chóng đưa cho tiền bối hải vương nhanh chóng nói những cái kia năng lượng hàm lượng thấp đồ vật ta không cần Ta nghĩ ăn người xúc tu, váy đen tiểu cô nương nói, người có nhiều như vậy xúc tu, cắt mấy cái cho ta đi. Dù sao, người xúc tu nhất định là có thể tái sinh A. À. Ta nhớ được mực xúc tu cùng thạch sùng cái đuôi, đứt gãy còn có thể lại dài trở về. Nhưng ta không phải là mực A, à. hải vương lệ rơi đầy mặt bởi vì lúc trước ánh mắt bị đạp một cước hiện tại nước mắt ngăn không được tại chảy. Váy đen cô nương hì hì cười một tiếng dùng nàng cái kia âm thanh tự nhiên nói, cắt năm đầu cho ta, nếu không ta liền bản thân tới đây cắt. Hải vương đang nhìn mình xúc tu, hung hăng nghiến răng. Tráng sĩ chặt cổ tay, có đôi khi làm bỏ thì bỏ. Bất quá là năm đầu xúc tu, hắn sau khi trở về chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian có thể dài trở về. Ba ba ba, năm đầu dài rộng xúc tu theo hải vương trên thân chóc ra, sức mạnh đến hắn cảnh giới này, đối với thân thể mỗi một chỗ đều có thể hoàn mỹ nắm giữ đoạn đi xúc tu chỉ cần một cái ý niệm trong đầu phái đen cô nương hài lòng nhẹ gật đầu nàng kéo lấy năm đầu xúc tu lại ngồi xổm trở lại bản thân bên đống lửa nhỏ bên trên tiền bối chúng ta có thể rời đi sao hải vương cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi phái đen cô nương khoát tay áo đi thôi đi thôi đừng quấy giày ta nướng xúc tu mực hải vương nhẹ nhàng thở ra dùng còn sót lại xúc tu cuộn lên nhím biển chiến sĩ vừa chuẩn chuẩn bị rời đi đúng rồi các người biết có cái gọi tống ba ba người sao phái đen cô nương đột nhiên lại ngẩng đầu hỏi tống ba ba đây là ai cha sao loại này xưng hô tại thế giới loài người là vừa nắm một bó to hải vương cẩn thận từng ly từng tí trả lời a ta cảm thấy người này có lẽ cùng ta có rất trọng yếu quan hệ thế nhưng ta đột nhiên nhớ không nổi hắn thật kỳ quái liền dường như trí nhớ của ta bị xóa đi phái đen cô nương sờ sờ cầm nói sau đó nàng lại đối với hải vương nói đúng rồi ta họ sở đại mực ngươi có thể gọi ta sở các chủ về sau ngươi nếu có phiền toái giải quyết không được có thể đến bích thủy các tới tìm ta ừ ta về sau biết đem bích thủy các một lần nữa tạo dựng lên mỗi lần hỗ trợ liền thu ngươi năm đầu xúc tu giá cả giàu nhân ái ngươi cân nhắc một chút hải vương biểu hiện ra liên tục gật đầu thế nhưng tìm vị này sở các chủ giúp vội vàng hắn xúc tu rất quý giá sao có thể tùy tiện xuất ra đi giao dịch. Hắn cũng là có tôn nghiêm. Sở các chủ cầm lấy một cái to lớn vô cùng xúc tu, sau đó dùng pháp thuật tại trên bờ cát bay lên một đoàn hừng hực thiêu đốt đống lửa lớn, dựng lên hải vương xúc tu bắt đầu chế biến. Vị này tóc đen tiểu cô nương đúng là, sở các chủ nàng nguyên bản đối với Tống Thư Hàng đã từng nói qua, muốn tại một tháng sau đến tìm kiếm Tống Thư Hàng, theo Tống Thư Hàng trong tay đoạt lại sở các chủ đầu lâu, triệt để hòa làm một thể. Thế nhưng, ngày hôm qua thời gian bởi vì tống thư hàng bản thể bị giam thiên đạo phòng tối nguyên nhân sở các chủ đã mất đi liên quan tới tống thư hàng trí nhớ nàng chỉ nhớ rõ sở các chủ bản thể đầu lâu bộ phận giấu ở một cái thần bí tiểu tu sĩ trong tay thế nhưng nàng chết sống nhớ không nổi vị này tu sĩ rút cuộc là người nào chỉ có thể mơ hồ trong đó nhớ kỹ vị kia tu sĩ có cái đạo hiệu gọi tống ba ba tâm hoàng ý loạn sở các chủ theo bế quan trong trạng thái đi ra thuận theo bản năng đi tới hoa hạ văn châu thị bờ biển Thế nhưng, bởi vì, một tháng bế quan, thời gian không tới, nàng tiến hóa còn không nguyên vẹn, cho nên hắn hiện tại có rất nhiều bệnh vật. Tỷ như năng lượng tiêu hao quá lớn, không có, khô vinh song thụ, vì nàng cung cấp tiến hóa, trùng sinh nuôi phần, nàng liền biết ở vào cực độ đói khát trạng thái, ăn nhiều hơn nữa đồ vật cũng sẽ không cảm thấy no bụng sung túc. Bởi vì năng lượng chưa đủ, nàng hết thảy máy có thể duy trì tại thấp nhất tiêu hao, có đôi khi thoạt nhìn sẽ phản ứng chậm một nhịp, lộ ra có chút ngơ ngác. Sở các chủ chuyên tâm bắt đầu nướng xúc tu mực lớn. Hải vương nhẹ nhàng thở ra, buông mấy cái nhím biển chiến sĩ, trầm giọng nói, đi, mang ta đi bạch kình lộ, tìm bá tống huyền thánh. Sở các chủ hoàn toàn quên mất tống thư hàng. Mà, Hải vương, vẫn còn nhớ kỹ một chút xíu liên quan tới bá tống huyền thánh sự tình. Bá tống huyền thánh giải dạng gì, đã làm cái gì sự tình, có được thủ đoạn gì, Hải vương cũng đã không nhớ được hắn chỉ nhớ rõ trên thế giới có bá tống huyền thánh, như vậy số một người, mà hắn tại bá tống huyền thánh trong tay nếm qua đau khổ. Tiếp đó, bá tống huyền thánh tại phàm nhân thế giới có cái nhà, tại Văn Châu Thị Bạch Kinh Lộ. Cuối cùng, hắn, Bạch Ngân giáp tay thủ sáu cái bao tay còn đang ở bá tống huyền thánh trong tay. Hắn chuẩn bị cùng bá tống huyền thánh giao dịch giáp tay. Những ký ức này, trên thực tế cũng không phải hải vương bản thân trong đầu trí nhớ, mà là tồn chữ tại hắn cái kia một bộ thánh kiếm chiến tranh bảo giáp bên trong. Bộ này bảo giáp hôm nay chỉ thiếu một chiếc thủ sáo. Làm hải vương mặc nó vào thời điểm, có thể theo thánh kiếm chiến tranh bảo giáp, bên trong cảm ứng được một đoạn ngắn trí nhớ. Nhím biển chiến sĩ mang theo hải vương, tiến về trước văn châu thị bạch kinh lộ. Cùng lúc đó, đang tại nướng xúc tu mực sở các chủ đã nghe được, bá tống huyền thánh, cái này thánh hào thời điểm, trong lòng có tiếp xúc động. Bá Tống Huyền Thánh, bá Tống Huyền Thánh, không có sai, là bá Tống Huyền Thánh. Sở Các chủ ánh mắt híp lại. Nàng muốn tìm không phải Tống Ba Ba, là bá Tống Huyền Thánh. Cái này đầu đại mực muốn tìm cũng là bá Tống, cùng mục tiêu của nàng là một người. Vậy là, Sở Các chủ lặng lẽ phân ra một đám thần thức, bám vào một cái nhím biển chiến sĩ trên thân, cùng theo Hải Vương một đám người tiến về trước, bạch kinh lộ. Sở Các chủ bây giờ là trường sinh giả, cảnh giới ban đầu lấy tinh thần lực của nàng, tùy ý một cái ý niệm trong đầu có thể bao phủ toàn bộ văn châu thị. Nhưng nàng bây giờ trạng thái còn không hoàn mỹ, một tháng tiến hóa kỳ, còn không có chấm dứt, mặt khác còn không có dung hợp sở các chủ bản thể đầu lâu, trường sinh chi đạo còn có thiếu. Bạch Kinh Lộ, nhà Tống Thư Hàng Tống ba ba nhu nhược tại ghế sofa trong xem TV, gần nhất hắn bắt đầu nghịch sinh trưởng càng ngày càng trẻ tuổi. Có lẽ cùng con trai mua những cái kia đặc thù gạo, đặc cung linh chả có quan hệ. Dù sao hiện tại hắn đi ra ngoài nói mình chỉ có ngoài 28 đều có người tin tưởng. Đồng dạng, Tống Ngụ Ngụ cũng là càng ngày càng trẻ tuổi, càng ngày càng xinh đẹp. Tống Ngụ Mụ đi vào ghế sofa về sau, đưa tay thay Tống Ba Ba mát xa bả vai, sau đó dựa vào ghé vào lỗ tai hắn nói ta nghĩ muốn đứa con gái. Tống Ba Ba liếm liếm khóe miệng, sang năm thời điểm này, chúng ta liền sinh đứa con gái. Hai người thâm tình đối mặt, cốc 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 lúc này cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa tống ba ba sắc mặt cứng lại rồi dựa vào đêm hôm khuya khoát, người nào a à? tiếng gõ cửa rất cố chấp tống ba ba thối lấy khuôn mặt đem cửa phòng mở ra một khe nhỏ người nào a à? cửa ra vào hai hàng hắc y nhân đứng thẳng tắp trung gian là một vị anh tuấn nam tử tóc vàng chính là ánh mắt có chút cổ quái nhất định là cắt mắt hai mí ánh mắt lộ ra đặc biệt lớn xin chào Ngươi là Tống Ba Ba đi, xin hỏi con của ngươi bá Tống ở nhà sao? Cái này nam tử tóc vàng ôn nhu hỏi. Con của ta, bá Tống, Tống Ba Ba vuốt vuốt lông mày, sau một lúc lâu, hắn thở dài, trên thực tế, con của ta bá Tống đã sớm chết non. Không biết tiên sinh là từ đâu biết rõ con của ta tin tức. Chết non, gì đó? Ha ha, gì đây? What? Ta không phải hỏi cái giả dối Tống Ba Ba. Bá Tống huyền thánh chết non rồi hả? chương 1349, khách nhân người muốn mua chút gì đó. Chẳng lẽ là ta tìm nhầm người, cái này gia đình vừa vặn có cái chết non con trai gọi bá tống, hải vương, làm cho biến ảo nam tử tóc vàng thầm nghĩ trong lòng. Nén bi thương, hải vương trầm giọng nói. Cảm ơn, tống ba ba một mặt nghiêm túc trả lời. Hải vương một mặt mộng bước rời đi tống thư hàng bạch kinh lộ nhà. Tống ba ba đóng cửa, đem cửa ổ khóa, lại kéo lên bức màn, Hải vương cao mày, hắn nhìn về phía bên cạnh nhím biển chiến sĩ, trầm giọng hỏi, các người xác định là nơi này chính là bá tống, nhà. Nhím biển chiến sĩ nhóm dùng sức gật đầu tống thư hàng trên người có cái, người tàn sát nhím biển ấn ký vì vậy, coi như là nhím biển chiến sĩ nhóm quên mất tất cả liên quan tới, tống thư hàng, sự tình, nhưng chỉ cần thuận theo ấn ký cũng có thể tìm được tống thư hàng nhà. Nhím biển chiến sĩ nhóm lời kịch bên trong giết người cả nhà cũng không phải là thuận miệng nói một chút, thuận theo, người tàn sát nhím biển ấn ký, lưu lại khí tức, bọn hắn có thể tập trung, người tàn sát nhím biển đã từng trường kỳ cư trú qua địa phương. Chẳng lẽ không chỉ là trí nhớ của chúng ta xuất hiện trống rỗng, liền bá tống người nhà trí nhớ cũng xuất hiện vấn đề. Hải vương lầm bẩm nói, có phải hay không là bá tống vẫn lạc, bị một vị đại năng theo, căn nguyên, bên trên chặn giết rồi hả? Nếu như bá tống huyền thánh thật vẫn là cái kia thì phiền toái, chiến giáp của hắn thủ sáu cái bao tay chỉ có bá tống biết rõ tung tích. Ta chủ, chúng ta bây giờ phải làm sao? Nhím biển chiến sĩ nhóm hỏi. Trước tiên ở phụ cận tìm địa phương ở lại, một lát ta lặng lẽ lẻn vào cái này gia đình nhìn xem. Hải vương lên tiếng nói. Hắn cảm ứng được, tại nhà tống thư hàng phụ cận che giấu vài đạo tu sĩ khi tức. Những nhân kia tu sĩ đang tính tỏa tu luyện, bọn hắn cư trú vị trí giống như chúng tinh cùng nguyệt, bảo hộ lấy tống thư hàng nhà hải vương nếu như mạnh mẽ xông tới bá tống nhà những người này tu sĩ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn vậy là nhím biển chiến sĩ nhóm một lần nữa thi triển pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng sương mù đem hải vương bao phủ rời đi bạch kinh lộ đinh đinh vui tai tiếng chuông vang lên hải vương cùng nhím biển chiến sĩ trong tai cũng nghe được cái thanh âm này chúng nó ngẩng đầu hướng tiếng chuông vang lên chỗ nhìn lại chỉ thấy tại bạch kình lộ đầu cuối xuất hiện một cái địa quán. Một vị liền dung mạo đều thấy không rõ lắm, toàn thân bao bọc tại giày đặc cái mền bên trong ra hỏa ngồi tại mặt đất quán bên cạnh. Hàng vỉa hè cùng khóa lại cái mền bên trong chủ quán đều là trống rỗng xuất hiện. Hải vương cùng nhím biển chiến sĩ có chút dừng lại. Không gian lực lượng lại là một cái cửu phẩm đại năng. Hôm nay là thế nào, cửu phẩm đại lão cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Không quản hắn, theo bên cạnh hắn né qua hải vương phân phó nói có váy đen thiếu nữ vết xe đổ hắn hôm nay không nghĩ không hiểu thấu chọc khác đại lão hải vương đang nghĩ ngợi váy đen thiếu nữ đây đột nhiên váy đen thiếu nữ xuất hiện ở cái này hàng vỉa hè bên cạnh nàng đồng dạng là vượt qua không gian mà đến trực tiếp xuất hiện váy đen thiếu nữ ngồi xổm quầy hàng bên cạnh đưa tay trên mặt đất quán hàng hóa bên trên kích thích lấy chủ quán bao bọc tại cái mền bên trong ngắm nhìn thiếu nữ lên tiếng nói khách nhân người muốn mua chút gì đó sao người những thứ kia đều là đồ tốt nhưng mà không có ta nghĩ muốn đồ vật váy đen thiếu nữ lên tiếng nói khóa lại cái mền bên trong chủ quán cười ha hả nói bày ở quầy hàng bên trên đều là một ít minh tinh sản phẩm mua người khá nhiều nhưng mà hàng vỉa hè lại lớn như vậy ta cho dù có nhiều hơn nữa hàng hóa cũng bày không được khách nhân ngươi nếu như muốn mua gì không ngại nói cho ta một chút nói thật cái này chư thiên vạn giới, vô luận cái gì, ta đều có nắm chắc chuẩn bị cho ngươi tới đây. Chỉ cần khách nhân có thể trả lên tiền. Ta nghĩ mua một cái đầu, sở các chủ chọc chọc đầu của mình, nói, mua một cái đầu của mình, ngươi có thể bán sao? Khóa lại cái mền bên trong chủ quán đánh giá sở các chủ liếc, mỉm cười nói, khách nhân muốn mua đồ vật tương đối mới lạ. Sở các chủ nhìn chằm chằm vào chủ quán, có bán không? Loại này mới lạ đồ vật, ta chỗ này cũng không có hàng tồn, ta cần một chút thời gian đi nhập hàng, khách nhân nguyện ý chờ ta sao? Chủ quán dò hỏi, sở các chủ có thể bán. Còn là câu nói kia cái này chưa thiên vạn giới, vô luận là vật gì, ta đều có nắm chắc chơi đùa đến. Nhưng mà, khách nhân ngươi chuẩn bị trả giá cái gì? Trước đó đã nói, bản quán tổng thể không ký sổ chủ quán nói. Sở các chủ suy nghĩ một chút, lấy ra bốn đầu còn không có nướng xúc tu mực, trong tay của ta tạm thời có cái này loại vật này giá trị quá thấp nhiều nhất giá trị một sợi tóc hơn nữa ta đây chỉ lấy linh thạch bán đồ đạc của ta ta muốn đánh trước cái nửa bẻ chủ quán bình tĩnh đáp nơi sa hải vương lập tức lệ rơi đầy mặt giá trị quá thấp được người đem đầu tóc cho ta đổi sang đây xem nhìn ta muốn biết người có hay không có nhập hàng năng lực sở các chủ đạo dứt lời nàng đem bốn căn xúc tu mực giao cho chủ quán trước bán xúc tu lại dùng xúc tu tiền mua đầu tóc khách nhân thật đúng là cẩn thận bản quầy hàng một tay giao tiền một tay giao hàng vạn năm danh dự già trẻ không gạt chủ quán cười ha hả nói tống thư hàng hạch tâm thế giới sở các chủ chính nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên nàng lòng có cảm ứng sau đó nàng lợi dụng thiên lý truyền âm năng lực liên hệ tống thư hàng thư hàng tiểu hữu có thể hay không tạm thời mở ra phía dưới hạch tâm thế giới cửa vào ta có một vị bằng hữu muốn tới tìm ta, ta có thể thay hắn đảm bảo, hắn là vô hại nhân vật. Mặt khác, ta sẽ để hắn hạn định hành động phạm vi, cam đoan hắn không dòm ngó người hạch tâm thế giới. Ta hiểu được, ta có thể đầu mở ra hạch tâm thế giới, hoạt tuyển, bộ phận phạm vi, thuận tiện sở tiền bối cùng bằng hữu của người giao lưu. Tống Thư Hàng trả lời, hạch tâm thế giới thăng cấp về sau, công năng biến càng nhiều, có thể thao tác tuyển hạng cũng nhiều hơn. Hai cái hô hấp sau một cái toàn thân bao bọc tại cái mền bên trong thân ảnh hình chiếu tại sở các chủ bên cạnh a à, sở đạo hiếu đã lâu không gặp quả nhiên là ngươi sở các chủ nhíu mày sách cái thế giới này là địa phương nào so với thiên kiếp thế giới còn khó hơn lấy xâm nhập ta đều chỉ có thể hình chiếu một chút xíu lực lượng tiến đến cái mền bên trong thân ảnh nói tìm ta có chuyện gì ta gần nhất cũng không có đồ vật muốn mua sở các chủ trả lời hơn nữa hiện tại nàng đã mất đi bích thủy các cũng không có tiền mua đồ sở đạo hữu đừng nóng vội lần này ta đến là tìm ngươi mua đồ hình chiếu thân ảnh cười nói ngươi chuyển chức rồi hả không bán đồ vật muốn bắt đầu mua đồ rồi hả sở các chủ chấp chấp đẹp mắt lông mày cái mền bên trong thân ảnh hạc hạc cười nói ta đây không phải tại nhập hàng đi đồ đạc của ta cũng không phải là trên trời rơi đại bộ phận đều là tự chính mình một chút bắt được nếu như là tự chính mình tồn kho trong không có đồ vật, ta liền cần phải nghĩ biện pháp đi nhập hàng. Người muốn mua cái gì, người cũng chứng kiến ta bây giờ trạng thái, trên người ta cũng không bảo vật có thể bán. Sở các chủ nói, ta muốn mua ngươi hai sợi tóc, báo thù lao lời nói, hai cái bát phẩm cấp xúc tu mực tốt chứ. Bắt đầu nướng lời nói thơm ngào ngạt, có thể thơm. Cái mền bên trong thân ảnh nói, sở các chủ liếc mắt, người biết ta nghĩ muốn thứ này. A, à, sở đạo hữu vừa vặn cần bát phẩm xúc tu mực ta đây có thể thừa cơ nâng giá rồi cái mền bên trong dáng vẻ hớn hở cười nói hai cái bát phẩm xúc tu mực đổi hai cọng tóc mặt khác người muốn nói cho ta biết là ai muốn mua tóc của ta sở các chủ trầm giọng nói sở các chủ trong lòng mình nắm chắc cái mền bên trong thân ảnh cười trả lời sở các chủ ta hiểu được giao dịch đi hai cây thật dài tóc đen thay đổi hai cái màu mỡ xúc tu mực như vậy chúng ta lần tới có cơ hội gặp lại cái mền bên trong thân ảnh phất phất tay biến mất không thấy gì nữa đợi cuốn cái mền thân ảnh sau khi biến mất sở các chủ lần nữa dùng thiên lý truyền âm liên hệ tống thư hàng tới đây hoạt viền đưa người bát phẩm chủ tài liệu mực xúc tu hai cây tống thư hàng sở tiền bối bằng hữu khách khí như vậy đến tận cửa còn mang quý trọng như vậy lễ vật sở các chủ liếc mắt tiếp tục ẩn nấp hoạt viền nôn bong bóng văn châu thị bạch kinh lộ. Khóa lại cái mền bên trong chủ quán mở to mắt, tay của hắn theo cái mền bên trong thò ra, trong tay cầm lấy một sợi tóc thật dài, đưa cho Sở Các chủ. Bốn đầu bát phẩm xúc tu mực đổi một sợi tóc. Chủ quán lại dùng hai cái xúc tu mực đổi hai sợi tóc. Cái này thừa dịp đầu buôn bán lời điểm vất vả chạy trốn tiền, đầu năm nay sinh ý không tốt làm a. À. Chủ quán trong lòng cảm thán nói. Quả nhiên là tóc của nàng, Sở Các chủ nắm thật chặt đầu tóc cái này trên tóc còn mang theo sở các chủ oan khí tức, đây là vừa hái xuống không lâu tóc. Người biết nàng ở nơi nào, sở các chủ nhìn thẳng chủ quán. Ừ, cần tin tức sao, ta đây tin tức cũng bán, chỉ cần ngươi nguyện ý trả tiền. Chủ quán lộ ra một cái ánh mặt trời dáng tươi cười, hai hàng chỉnh tề hàm răng tại đèn đường chiếu xuống lóng lánh lóng lánh. Ta đi lấy tiền, sở các chủ thu hồi tóc dài, đưa tay mở ra cánh cửa không gian. Khách nhân nhanh một chút, thời gian của ta rất quý giá, đã muộn nói không chừng ta liền đi á. Chủ quán kêu lên, sở các chủ vừa xài bước vào cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đang nhìn đến váy đen tiểu cô nương rời đi về sau, hải vương cau mày suy tư. Đây không phải là sẽ là âm mưu đi. Thế nhưng cửu phẩm đại lão có lẽ cũng không có thời gian mở trước mặt hắn diễn âm mưu chiêu chọc hắn chơi đi. Nghĩ đến, Hải Vương không tự chủ được đi vào bãi nhỏ vị trí phía trước, làm hắn chứng kiến quầy hàng bên trên hàng hóa thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn. Quầy hàng bên trên đồ vật, đều là nổi tiếng cực cao bảo vật. Có riêng thọ kéo dài hơn 1.000 năm thiên tài địa bảo, có luyện chế cử phẩm pháp khí cần phải tài liệu, có cử chuyển kim đan cấp bậc tiên đan thần dược, càng có cử phẩm cấp phù bảo. Hải vương không khỏi đổ hút ngụm hơi lạnh. Nếu đem cái này quầy hàng đánh cướp hắn đã phát tài. Ta khuyên khách nhân thu hồi loại này ngu xuẩn ý niệm trong đầu, không phải ta khoác lác, khách nhân dạng này mặt hàng, ta một người có thể đánh một chi quân đoàn. Khóa lại cái mền bên trong chủ quán bình tĩnh nói. Thuật đọc tâm, Hải Vương trong lòng cả kinh. Không có sai, một điểm nhỏ thủ đoạn, khiến khách nhân chê cười. Chủ quán cười ha hả nói, khách nhân, muốn mua chút gì đó sao? Mấy thứ này rất quý giá, nhưng trước mắt mà nói không phải ta nghĩ mua. Hải Vương trả lời. Lúc trước vị khách nhân kia nói lời, khách nhân người cũng nghe đến đi. Quầy hàng nhỏ, vì vậy ta có rất nhiều hàng là phản không được. Vì vậy, khách nhân người muốn cái gì trực tiếp nói cho ta một chút. Nếu như ta không có hàng tồn, ta cũng có thể cho khách nhân đi nhập hàng nha. Chủ quán trả lời, vô luận cái gì cũng có thể sao. Hải vương suy tư nói, khách nhân nhưng giảng không sao. Chủ quán nói, Hải vương, kỳ thật, ta thiếu khuyết một cái thánh kiếm chiến tranh bảo giáp thủ sáu bộ vị ta đang tìm tìm hắn. Sứt lời, Hải Vương cho thấy chân thân của mình. To lớn ánh mắt chủ thể, xúc tu mực. Tiếp đó tại ánh mắt chủ thể phía sau, có một vị đẹp trai nam tử tóc vàng nhục thân, sinh trưởng tại ánh mắt phía trên. phảng phất như là cưỡi ma thú anh Tuấn Kỵ Sĩ. Tại đây nam tử tóc vàng nhục thân bên trên, ăn mặc một bộ bạch ngân hộ giáp. Chính là thiếu khuyết một cái, thủ sáo cái bao tay, bộ vị. Thì ra là thế, Ngươi là muốn mua cái này, thủ sáo cái bao tay, bộ phận. Vậy là ngươi nghĩ vừa ráp xong kiện, còn là đổi lại mới linh kiện, chủ quán dò hỏi. Nếu như có thể vừa ráp xong lời nói, tự nhiên không thể tốt hơn. Hải Vương nói, vừa ráp xong mới là thích hợp nhất. Không có vấn đề, khách nhân, ngươi muốn chính là vừa ráp xong, ta đây cũng muốn tìm chút thời giờ đi nhập hàng. Vậy kế tiếp chúng ta có thể nói một chút giá cả. Chủ quán bảo chỉ tiêu chuẩn nghề nghiệp mỉm cười làm cho người ta nhìn xem cảm giác thân cận đồng thời, lại sẽ có loại nhàn nhạt, nhạt không muốn không nỡ bản thân trong ví tiền tiền tài. Tống thư hàng hạch tâm trong thế giới. Thư hàng lúc này đang tại An Bài Lục Tu Tiên Tử, thất tu tiền bối, tứ tu cùng với cái kia một đám Tam thập tam thú thần tông luyện khí đại sư chuyển di địa bàn. Hắn muốn đem luyện chế pháp khí vị trí chuyển rời đến thời gian thành, trong đi, khiến Lục Tu Tiên Tử có thể có được gấp 12 lần luyện khí hiệu suất. Đồng thời cũng đúng lúc đem mới từ sở các chủ cái kia lấy được, xúc tu mực, tài liệu luyện khí giao cho lục tu tiên tử. Hiện tại chỉ thiếu thiếu cá heo, mèo cùng gấu ba loại luyện khí chủ tài liệu. Tống thư hàng lần đầu tiên cảm giác mình khoảng cách nguyên bộ bát phẩm 33 tổ hợp pháp khí gần như vậy. Xin chào, là Tống thư hàng tiểu hữu sao? Lúc này, một thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Thanh âm xuyên qua hạch tâm thế giới, xuất hiện ở đầu óc hắn. Hơn nữa cái thanh âm này rất quen thuộc. Cái gì cũng có thể bán, Tống Thư Hàng nghĩ tới. Đúng là vị này đại lão, lúc ấy đột phá thiên kiếp không gian, hạn chế, bán đi hắn một cái bình thiên quan, khiến hắn thành công độ kiếp. Ha ha, Tống Tiểu hữu còn nhận ra ta à, cái kia thật sự là quá tốt. Cái thanh âm này ha ha cười nói. Tiền bối lần này lại là tìm ta bán đồ vật sao? Ta còn thật sự có đồ vật muốn mua, ta muốn hỏi một chút tiền bối người nơi này có không có cá heo hàm răng gấu móng vuốt mèo tròm dâu ba loại tài liệu luyện khí ta cũng cần bát phẩm cấp tài liệu khác tống thư hàng hỏi bát phẩm tài liệu hàm răng móng vuốt tròm dâu cũng không phải quý giá bộ vị ta chỗ này vừa vặn có hàng tồn chúng ta có thể lập tức tiến hành giao dịch tống tiểu hữu chuẩn bị được linh thạch không có cái gì cũng có thể bán dò hỏi tống thư hàng lúc này mới nhớ tới mình bây giờ căn bản không có nhiều linh thạch hàng tồn lần trước theo bạch tiền bối cái kia mượn linh thạch đều mua bình thiên quan tiền bối mua ba loại tài liệu này mỗi loại hai phần cần bao nhiêu linh thạch tống thư hàng dò hỏi chỉ cần có thể dùng linh thạch giải quyết vấn đề liền không là vấn đề linh thạch không đúng sự thật hắn có thể đi mượn bạch tiền bối hoặc là bạch tiền bối cái kia đều có thể mượn đến linh thạch mỗi loại hai phần lời nói cái kia mỗi bản coi như ngươi hai khối chín phẩm linh thạch. Cộng lại 12 khối chín phẩm linh thạch, cái gì cũng có thể bán trả lời. Coi như là tương đối công bằng giá cả. Được, tiền bối người đợi xuống, ta đi xoay sở linh thạch. Tống Thư Hàng trả lời. chương 1350, luận như thế nào làm cho người ta đối với người lưu luyến, khắc cốt minh tâm. Tìm bạch tiền bối mượn linh thạch lời nói, còn muốn đem trong thân thể, ý thức, quay lại đến thiên đạo phòng tối bên trong đi, vì vậy gần đây cơ bản, Tống Thư Hàng chuẩn bị tìm kiếm Bạch Tiền Bối mượn linh thạch. Bạch Tiền Bối, thu được mời trả lời. Tống Thư Hàng hướng phía hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới thông đạo kêu gọi nói. Ước chừng mấy hơi thở sau. Chuyện gì, chính nghỉ ngơi đây, Bạch Tiền Bối hữu khí vô lực nói. Hôm nay cùng thiên đạo chơi trốn tìm, ra đều thoát hai tầng, hắn tiêu hao không nhỏ. Bạch Tiền Bối, mượn điểm linh thạch đi, Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối, Hiện tại ta 33 thú tổ hợp pháp khí, còn kém cuối cùng ba loại chủ tài liệu. Mà bây giờ, dùng linh thạch có thể mua đến cái này ba loại chủ tài liệu, cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta không thể bỏ qua." Tống thư Hàng nói. "Bạch Tiền Bối, cho ngươi mượn linh thạch có thể, cái kia." Kể chuyện cười đi. Giờ này còn muốn chuyện cười? Hay hoặc là, cho ta cái cho ngươi mượn linh thạch lý do." Bạch Tiền Bối bình tĩnh nói hắn thế nhưng là cửu u chúa tể a tùy tùy tiện tiện liền cho người mượn linh thạch, không phù hợp thân phận. Tống thư Hàng lập tức trở về nói, ta lựa chọn phân rõ phải trái từ Bạch Tiền Bối, 33 thú tổ hợp pháp khí, có một bộ là vì ngươi chế tạo, vì vậy, tại trong chuyện này chúng ta lợi hại là nhất trí. Ngươi cho ta mượn linh thạch mua tài liệu, chính là sớm chúc thay chính ngươi hoàn thành 33 thú tổ hợp pháp khí. Bạch Tiền Bối suy tư một lát, nói, lý do này rất không tồi. Thế nhưng, chưa đủ thú vị, hơn nữa cũng không cách nào đả động ta. Lý do còn muốn thú vị. Tống Thư Hàng sờ sờ cầm suy nghĩ một chút, đột nhiên linh quang lóe lên, ta còn có cái rất ghim tâm lý do, bạch tiền bối, tại nơi này bạc tình bạc nghĩa niên đại, muốn khiến một người đối với người lưu luyến, khắc cốt minh tâm, biện pháp duy nhất chính là vay tiền không trả. Vì vậy, cho ta mượn tiền đi, bạch tiền bối. A, à, lý do này có ý tứ, ý của ngươi là ngươi mượn linh thạch về sau, cũng không chuẩn bị trả đúng không? Bạch tiền bối trả lời. Tống thư hàng, ha 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 ha. Ừ, người muốn bao nhiêu linh thạch? Bạch tiền bối hỏi. Tống thư hàng trả lời, cá heo hàm răng, gấu móng vuốt, mèo tròm dâu, ba loại tài liệu luyện khí, toàn bộ bát phẩm, cộng lại 12 khối cửu phẩm linh thạch, coi như là tương đối công bằng giá cả. Người vội vã mua cái này ba loại đồ vật, đương nhiên sẽ cảm thấy công đạo. 12 khối cửu phẩm linh thạch, kiếm không tính quá ác. Người chờ ta một lát, ta đem linh thạch cho người tiến đưa. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng, tốt được. Những thứ này linh thạch, người liền không cần trả lại. Bạch tiền bối bình tĩnh nói, tống thư hàng nghe vậy, vội vàng vỗ cái nho nhỏ vỗ mông ngựa, bạch tiền bối hào khí. Nhưng lúc này, bạch tiền bối lại bổ sung, những thứ này linh thạch đến lúc đó theo thù lao của người bên trong giữ là được. Tống thư hàng, thế nào, ghim tâm không? Bạch tiền bối ha ha cười nói, Tống Thư Hàng, cửu u chúa tể tiện nghi cũng không phải là tốt như vậy chiếm, thiếu niên. Bạch tiền bối đắc y nói. Tống Thư Hàng, chấm dứt cùng bạch tiền bối ở giữa trò chuyện về sau, Tống Thư Hàng xòe bàn tay ra, trong đó liền nhiều hơn 12 miếng lấp lánh tỏa sáng cửu phẩm linh thạch. Cái gì cũng có thể bán theo chưa từng gặp qua giống như Tống Thư Hàng dạng này thao tác, nói đi xoay sở linh thạch, nhưng ánh mắt một bế, vừa mở, linh thạch đã bị người đưa tới cửa. Loại này xoay sở linh thạch phương pháp, hắn cũng muốn a. À. Cái gì cũng có thể bán tiền bối, 12 miếng cửu phẩm linh thạch, chúng ta giao dịch đi." Tống Thư Hàng cười nói. "Không có vấn đề, giao dịch thành lập, cái gì cũng có thể bán đại lão thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên nói. Thời gian từng phút từng giây vượt qua. Hơn nửa ngày trôi qua, Tống Thư Hàng trong tay linh thạch còn không có biến mất, cái gì cũng có thể bán đại lão tài liệu cũng không có truyền tống đến. Tống thư hàng hiếu kỳ hỏi, tiền bối còn chưa bắt đầu giao dịch sao? Người đợi xuống, người chỗ không gian có chút phiền phức, lực lượng của ta không cách nào phóng đi vào. Cái không gian này là địa phương nào? So với thiên kiếp thế giới còn muốn phiền toái, ta phải thoáng tìm chút thời giờ tới đây xông vào. Cái gì cũng có thể bán đại lão đậu đen rau má nói. Tống thư hàng, nguyên lai like cái gì cũng có thể bán đại lão cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn đột phá hạch tâm thế giới theo hắn hạch tâm thế giới lại tiếp tục không ngừng thăng cấp có thể hay không so với thiên kiếp thế giới còn muốn ương ngạnh trong lúc suy tư tống thư hàng mở ra bản thân hạch tâm thế giới hạn chế cái gì cũng có thể bán hình chiếu rốt cuộc thuận lợi tiến nhập tống thư hàng hạch tâm thế giới một cái bọc lấy cái mền thân ảnh chiếu dọi tại tống thư hàng bên người rốt cuộc xông vào cái này tiểu thế giới thật đúng là lợi hại cái gì cũng có thể bán nói tống thư hàng hạc hạc cười một tiếng đưa lên 12 khối cửu phẩm linh thạch. Cái gì cũng có thể bán hình chiếu khẽ vươn tay, cá heo hàm răng, 2, gấu móng vuốt, hai, mèo tròm dâu, hai, toàn bộ giao tại Tống Thư Hàng trong tay. Giao dịch hoàn thành, hợp tác vui vẻ, Tống Thư Hàng nói. Cái gì cũng có thể bán đại lão nhẹ gật đầu, hợp tác vui vẻ. Cái kia tiền bối, chúng ta lần tới có cơ hội gặp lại. Tống Thư Hàng nói, thật vất vả tập hợp đủ 33 loại tài liệu, Tống thư hàng vội vã đem tất cả tài liệu đưa đến Lục Tu tiên tử cái kia đi, ghim lòng của nàng. Không đúng, là để cho nàng cùng mình cùng vui vẻ, vui một mình không bằng vui chung nha. Chờ chút, Tống tiểu hữu xin đợi xuống, ta còn có một cái giao dịch cùng với đạo hữu nói chuyện. Cái gì cũng có thể bán đại lão kêu lên. Tống thư hàng, giao dịch không phải hoàn thành, hắn không có khác muốn mua đồ vật nữa a. À. Là ta có kiện đồ vật muốn từ Tống tiểu hữu nơi đây nhập hàng cái gì cũng có thể bán đại lão mỉm cười nói. Tống thư hàng, tiền bối muốn mua gì đó. Một cái bạch ngân chủng loại thủ sáo, cái gì cũng có thể bán đại lão nói. Tống thư hàng lập tức nhớ tới cái thủ sáo này, lên tiếng nói thánh kiếm chiến tranh bảo giáp bao tay. Cái kia hải vương muốn đổ vật, hải vương cũng thành tiền bối khách hàng. Đúng, chính là hắn, cái gì cũng có thể bán đại lão mỉm cười gật đầu. Tống thư hàng lắc đầu, dứt khoát nói, không bán ta cùng tên kia có cửu oán kia mà. Hải vương đánh hắn nhiều lần như vậy, trên người hắn còn có, người tàn sát nhím biển ấn ký kia mà, song phương thế nhưng là đối địch quan hệ, hắn lại làm sao có thể có đem, bao tay, bán cho hải vương, tư địch sự tình hắn có thể không làm. Cái này thì phiền toái, cái gì cũng có thể bán đại lão vuốt vuốt huyệt thái dương. Loại này nhà bán hàng cùng người mua là có cửu oán dưới tình huống, hắn muốn biết đến tống thư hàng trong tay, bạch ngân bao tay cũng rất không dễ dàng, nhập hàng giá cả phải căng bên trên một lớp. Kỳ thật Tống Tiểu Hữu Hải Vương đã chịu thua, hắn đã không dám lại đối với người động tâm tư không đứng đắn. Cái gì cũng có thể bán đại lão nói. Tống Thư Hàng lắc đầu, nhưng hắn cùng ta hai bên còn là đối lập quan hệ, hắn thánh kiếm chiến tranh bảo giáp, vĩnh viễn ngó không đủ, ta vui cười vui vẻ. Ghim tâm loại chuyện này, chỉ cần ghim không phải mình, liền sẽ rất thoải mái. Gặp gỡ Tống Thư Hàng loại tình huống này, cái gì cũng có thể bán đại lão vô cùng tâm nhét. Điều này đại biểu lấy hắn đến lúc đó lợi nhuận muốn giảm rất nhiều. Cái gì cũng có thể bán đại lão thở dài, nói tống tiểu hữu vậy ngươi trước hết nghe nghe ta đưa cho người báo giá đi. Ta tuyệt đối sẽ không bán, tống thư hàng chân thành nói. Trên thế giới này không có tuyệt đối không thể làm mua bán, ngươi tạm thời trước hết nghe ta báo cái giá. Cái gì cũng có thể bán đại lão nói. Đại lão đều nói đến cái này phân thượng, điểm ấy mặt mũi tự nhiên hay là muốn cho tống thư hàng nhẹ gật đầu bạch ngân bao tay là thánh kiếm chiến tranh bảo giáp kết thành bộ phận là bộ đồ loại kiếp tiên pháp bảo giá trị của nó khoảng tương đương một kiện cử phẩm kiếp tiên pháp khí cái gì cũng có thể bán nói tống thư hàng nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý vì vậy ta có thể dùng một kiện thú vị cử phẩm kiếp tiên pháp khí lại kèm theo một ít bảo vật cùng ngươi giao dịch cái gì cũng có thể bán nói Tống thư hàng lắc đầu, không nói trước kiếp tiên pháp khí ta có thể hay không dùng bên trên, chỉ là cấp cho hải vương kiếm đủ một bộ thánh kiếm chiến tranh bảo giáp. Điểm này ta thì có lý do cự tuyệt giao dịch. Tống tiểu hữu đừng nóng vội, ta nếu như dám đưa ra giao dịch, đương nhiên sẽ có đầy đủ chuẩn bị. Trước hãy nghe ta nói hết. Ta muốn giao dịch với người cũng là một chiếc thủ sáo trang bị, là tay trái thủ sáo cái bao tay, kỳ danh là tổ vua chúc phúc cử phẩm kiếp tiên cấp pháp bảo, nhưng hắn rất đặc thù chỉ cần ngũ phẩm có thể sử dụng. Mà hắn hiệu quả là, cự ly ngắn bước nhảy không gian, thủ sáu cái bao tay, bên trong ẩn chứa loại nhỏ không gian, có thể thu xếp 10 món binh khí, tâm ý khẽ động có thể tiến hành vũ khí hoán đổi. Cái gì cũng có thể bán đại lão rụt rụt cái mền, lưu loát giới thiệu nói. Cự ly ngắn bước nhảy không gian, nghe rất tuyệt bộ dạng, nhưng tiêu hao khẳng định cũng không nhỏ đi. Ngũ phẩm cấp bậc có thể sử dụng mấy lần, Tống Thư Hàng hỏi dưới tình huống bình thường, lấy ngũ phẩm sức mạnh tới đây thúc dục linh lực tràn đầy trạng thái xuống, có thể sử dụng 5 lần trái phải. Đối với một kiện, cửu phẩm kiếp tiên pháp khí, mà nói, hắn tiêu hao thấp làm cho người ta tức lộn ruột. Cái gì cũng có thể bán đại lão nói qua, lại chú ý tống thư hàng biểu lộ. Nói như vậy, loại này không gian năng lực pháp khí, chỉ cần xuất hiện liền sẽ khiến tất cả cửu phẩm phía dưới tu sĩ khát vọng. Thế nhưng Tống Thư Hàng một mặt bình tĩnh, lộ ra giếng nước yên tĩnh. Hắn đối với loại này bước nhảy không gian loại pháp khí khát vọng cũng không lớn bộ dạng. Cái gì cũng có thể bán đại lão nắm thật chặt trên người mình cái mền, tiếp tục nói ở trên công năng chỉ là cơ sở. Trên thực tế ta cường lực đề cử kiện pháp khí này, cũng bởi vì hắn cái khác công năng, người nhất định sẽ rất ưa thích, tổ vu chúc phúc, thủ sáo cái bao tay, bên trên, còn bổ sung một cái pháp thuật, kỳ danh là tổ vu ngưng thị, pháp thuật này có thể dự đoán tại một kiện pháp bảo bên trên đánh lên, ấn ký tiếp đó phát động pháp thuật này thời điểm, có thể đem pháp bảo, làm cho tồn tại không gian giam cầm, khiến nó trong thời gian ngắn mất đi công hiệu. Nói cách khác, nếu như ngươi có thể tại đem, bạch ngân thủ sáo, bán đi phía trước, trước tiên ở hắn phía trên đánh lên một cái ấn ký. Nếu quả thật có một ngày, Hải Vương ăn mặc trọn bộ thánh kiếm chiến tranh bảo giáp, tới đây đánh ngươi, ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể làm hắn trong tay, Bạch Ngân thủ sáu, mất đi công hiệu, khiến bộ đồ mất đi chỉnh thể hiệu quả. Loại này ấn ký hiệu quả là cả đời, trừ Phi Hải Vương có thể nghĩ biện pháp đem hắn xóa đi. Sau khi nói xong, hắn lại đắc ý ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, nói tiền bối mời tiếp tục, ta cảm giác ngươi sắp đả động ta. Nhưng mà còn kém một chút. Cái gì cũng có thể bán đại lão một hồi tâm nhét audio điện tử võ tấn bền. Khế tập 102